Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 167. Lại nói Tiêu Phàm rời đi bốn người kia, liền chẳng có mục đích hướng về phía trước lao đi. Phía dưới dãy núi tản ra một cỗ mênh mông chi khí, càng là lộ ra tuế nguyệt cổ lão khí tức, không biết tồn tại bao dài năm tháng. Để cho Tiêu Phàm ngạc nhiên là, bên trong vùng không gian này, trong không khí tràn ngập vậy mà không phải thần linh chi khí, mà là nguyên khí. Mặc dù cái này nguyên khí tương đối pha tạp, vẫn như trước so luyện hóa phổ thông nguyên tinh tu luyện hiếu thắng nhiều lắm. Chỉ là, đối với Tiêu Phàm người tới nói, luyện hóa những cái này nguyên khí, lại là quá lãng phí thời gian. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới thí thần cùng kim cốt đế, lại biết rõ ràng những cái này nguyên thú đến cùng là cái gì, phải chăng có thể đem nguyên thú thể nội những tinh thể kia mang ra phi tiên thánh cảnh. Dù sao, những cái này tinh thể thế nhưng là có thể ngưng tụ nguyên tuyền. Không chỉ có vô tận thần phủ một đám huynh đệ cần, ngay cả trong cơ thể hắn 200 cái đại đế cảnh tu sĩ cũng cần. Lần trước mượn nhờ hắn lực lượng, hắn thể nội thế giới 200 cái đại đế cảnh tu sĩ, đã có không ít người đột phá đến thánh đế cảnh, có thể sinh ra nguyên tuyền, lại hết sức thưa thớt, vẻn vẹn chỉ có 3 người. Đương nhiên, cái này ở Tiêu Phàm xem ra là 10 điểm thưa thớt, nhưng nếu là bị ngoại nhân biết, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Thí thần cùng kim cốt đế, tại sao còn không hồi tin tức? Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, đáng tiếc, hắn cũng biết, việc này là không vội vàng được. Có lẽ cái này phi tiên thánh cảnh không gian tương đối đặc thù, truyền âm ngọc phù căn bản không có một chút tác dụng nào. Cự thú đây, Tiêu Phàm mục tiêu đành phải chuyển hướng những cái kia nguyên thú, hắn linh hồn lực lượng phóng thích mà ra, bao phủ phương viên bên trên 100 dặm chu vi, tìm kiếm bốn phía nguyên thú. Đáng tiếc, nhưng hắn thất vọng là, hắn qua địa phương, đều có đánh nhau qua dấu vết, hiển nhiên, nơi này nguyên thú đoán chừng đã bị người giết. Phi tiên thánh cảnh cái gọi là cơ duyên, ở phần lớn người xem ra, có lẽ chỉ là cái kia cự thú thể nội ẩn chứa bản nguyên lực lượng tinh thể. Tiêu Phàm xem như khẳng định chính mình suy đoán. Về phần tiến vào bọt khí thế giới, người bình thường cũng không thể thành công, hắn cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Sau một ngày, Tiêu Phàm xâm nhập mấy vạn dặm, cái này phi tiên thánh cảnh, so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Giống, đang lúc Tiêu Phàm trần chờ thời điểm, phía trước gầm lên giận dữ truyền đến, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, tốc độ bỗng tăng tốc, bay nhanh hơn 10 dặm, một đầu như ngọn núi lớn nhỏ cự thú in vào trong tầm mắt của hắn. Đó là một đầu toàn thân hiện lên đen nhánh cự thú, quanh thân trải rộng lớp vảy màu đen, mấp mô, không có bất kỳ cái gì quang trạch. Bất quá, cặp kia đỏ thắm giống như to bằng gian phòng đồng dạng con ngươi, lại là để Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi không thôi. Có lẽ là bởi vì thể nội ẩn chứa bản nguyên lực lượng tinh thể nguyên nhân, nơi này thú tộc rõ ràng phải lớn rất nhiều, hơn nữa đều không có hóa hình năng lực. Giống cự thú lần nữa hướng về phía nào đó một cái phương hướng gầm thét, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, dọc theo cái kia cự thú nhìn phương hướng nhìn tới. Sau một khắc, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, chỉ thấy 6-7 đầu mười mấy trượng lang hình quái thú bay vọt mà tới, dọa đến cái kia cự thú không ngừng lùi lại. Nhưng mà, vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, cái kia vài đầu lang hình quái thú liền đem cái kia cự thú vây ở trung ương, nhè răng trợn mắt, đằng đằng sát khí. Cái này vài đầu lang thú mặc dù hình thể nhỏ rất nhiều, nhưng rõ ràng linh hoạt rất nhiều, chỉ bất quá thể nội bản nguyên lực lượng yếu nhược một chút. Tiêu Phàm âm thầm suy tư. Hiển nhiên, cái kia vài đầu lang thú rõ ràng là nghĩ vây giết cự thú, thôn vệ trong cơ thể nó bản nguyên chi tinh. Chỉ là, Tiêu Phàm căn bản không cho nó môn cơ hội, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia cự thú trên không, cùng lúc đó, phía sau hắn hiện lên một tôn to lớn ma ảnh. Trảm hồn, thất ma đao. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, ma ảnh trong tay bỗng nhiên xuất hiện 7 chuôi ma đao, không chút do dự chém về phía chung quanh 7 con lang thú. Đừng nói cái kia 7 con lang thú chỉ là mới vào thánh đế cảnh thực lực, chính là bọn họ đã ổn định ở thánh đế cảnh tiền kỳ, cũng không khả năng ngăn trở Tiêu Phàm một kích này. Cơ hồ trong lúc hô hấp, 7 con lang thú liền ngã trong vũng máu, chết không thể chết lại. Giờ khắc này, cái kia cự thú đột nhiên bạo khởi, 7 con lang thú chết đi, mang cho hắn một loại áp lực kinh khủng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lúc đầu không chuẩn bị buông tha nó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút,
một cổ kinh khủng hung uy bay thẳng cự thú kia não hải. Cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể khổng lồ kia bỗng ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, một đôi mắt vẫn như cũ duy trì vẻ sợ hãi. Đột phá thánh đế cảnh về sau, tất cả cổ thuật cùng cổ pháp uy lực, đều có chỗ tăng lên. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Dứt lời, Tiêu Phàm hướng về đầu kia cự thú đi đến, trong nháy mắt một điểm, một cái nguyên lực hội tụ mà thành cự thủ, trực tiếp móc ra cái kia cự thú trong đầu cái viên kia tinh thể. Quả nhiên ẩn chứa bản nguyên lực lượng, Tiêu Phàm nhìn xem lơ lửng ở trước người mình cái viên kia tinh thể màu đen, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Thu hồi trước mắt cái viên kia tinh thể màu đen, liền chuẩn bị tiếp tục thu thập còn dư lại cái kia 7 viên lang thú tinh thể. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, một đạo lợi mang từ Tiêu Phàm dư quang bên trong xẹt qua, bay thẳng Tiêu Phàm mà tới, uy lực khủng bố, cơ hồ là nhất kích tất sát. Nếu như Tiêu Phàm vẫn chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong, có lẽ thực phải xui xẻo. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không phải đại đế cảnh, mà là chân chính thánh đế cảnh, vô luận tốc độ vẫn là lực phản ứng, cũng là nhanh vô cùng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đi về phía trước bước ra, vừa lúc tránh thoát cái kia tất sát một đòn, thân hình phiêu giật thoải mái, giống như linh dương móc sừng, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, quay người nhìn về phía sau lưng, lại là nhìn thấy bốn bóng người lăng không mà đứng. Các người đây là ý gì? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, bốn người này không phải người khác, không phải là trước đó gặp bốn người kia sao? Các hạ, người gặp phải có phần, không phải sao? Trong đó cái kia gầy nhỏ nam tử tay mang theo trường kiếm, ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm cười nói. Hiển nhiên, mới vừa xuất thủ giết Tiêu Phàm chính là người này. Đây chính là ngươi muốn giết ta lý do. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, cái này nam tử gầy nhỏ thật đúng là không phải bình thường âm hiểm a. Tiêu Phàm trong lòng đã động sát tâm. Nam tử gầy nhỏ cười lạnh một tiếng, nhìn một chút bên cạnh mình ba người một cái, nói, ngươi có thể cho là như thế, nơi này 8 đầu nguyên thú, chúng ta nơi này 4 người, vừa lúc mỗi người lấy được 2 cái bản nguyên chi tinh. Những người khác cũng cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm, theo bọn hắn nghĩ, cái này 8 cái bản nguyên chi tinh, đã là bọn họ vật trong bàn tay. Trước đó ta nhìn thấy các ngươi giết chết nguyên thú, các ngươi thật không nghĩ qua người gặp có phần a. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình thản, ngay sau đó nhìn mình chằm chằm dưới chân 8 đầu chết đi nguyên thú nói, các ngươi khẳng định muốn người gặp có phần. Tiểu tử, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, không muốn chết cút ngay lập tức, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Nam tử gầy nhỏ mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nói. Tất nhiên ngươi nói như vậy, ba người các ngươi cũng cho là như thế, vậy ta an tâm. Tiêu Phàm đột nhiên nở nụ cười. Ngay sau đó giơ lên trong tay kiếm chỉ lấy đối diện 4 người, nói, người gặp có phần, hiện tại, trên người các ngươi đồ vật, đều là của ta. Tiêu Phàm lời nói vừa ra, đối diện mấy người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá ngay sau đó biến thành khinh thường, ngay sau đó bắt đầu không chút kiêng kỵ cười như điên. Chúng ta thứ ở trên thân ngươi cũng muốn, thế hệ này người thứ nhất, không nghĩ tới là cái cuồng vọng vô tri gia hỏa. Đối diện cái kia gầy nhỏ nam tử cười khẩy nói. Ba người khác cũng tất cả đều lộ ra nụ cười giễu cợt, tựa như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười một dạng. Bọn họ là người nào? Đã từng vạn tộc thiên tài bảng quán quân, đường đường nhất quan vương A, lại bị một tên tiểu tử không nhìn. Tiểu tử, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Một người trong đó cười lạnh nói, nếu như cái này 8 đầu nguyên thú là bị ngươi giết chết. Có lẽ chúng ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, thậm chí quay đầu rời đi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một cái nhặt có sẵn, cái này vài đầu nguyên thú chết cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan. Gầy nhỏ nam tử cười lạnh một tiếng, tay mang theo một chuôi viên nguyệt loan đao hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm thần sắc như thường, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, nguyên lai 4 cái này ra hỏa cho là mình nhặt cái tiện nghi, cái này 8 đầu nguyên thú không phải hát. Phốc suy một tiếng. Ba đóa huyết hoa tại hư không nở rộ, nam tử khôi ngô ba người, liền tất cả đều đầu người rơi xuống đất, thân thể tức thì bị xuyên thủng thành cái sàng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm hóa thành ba đạo tàn ảnh, từ ba người mi tâm xẹt qua, ba cái thế giới chi tâm lập tức rơi ở trong tay của hắn. Nhất quan vương, Tiêu Phàm cười nhẹ lắc đầu. Những cái này nhất quan vương thực lực quá yếu,
Bọn họ mặc dù đã từng đoạt được vạn tộc thiên tài bảng quán quân, có thể một thế này tổng hợp xếp hạng, đoán chừng cũng liền ở 100 tên tả hữu. Đừng nói Tiêu Phàm, chính là Kim Cốt Đế đều có thể đánh bại bọn hắn, chỉ là tốn nhiều một chút công phu mà thôi. Huống chi, hiện tại Tiêu Phàm đã đột phá đến Thánh Đế cảnh, giết bọn hắn càng là dễ như trở bàn tay. Chí ít, bọn họ bốn người này thực lực, so với cái kia tám đầu chết đi nguyên thú, còn muốn kém rất nhiều. Tiêu Phàm liền tám đầu nguyên thú đều trực tiếp miểu sát, huống chi bốn người bọn họ đây. Kiểm lại một chút thu hoạch, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, những cái này nhất quan vương thực lực mặc dù hữu danh vô thực, nhưng trên người nội tình xác thực cực kỳ bất phàm. Chỉ là thiên tài địa bảo, thì có không ít, lại càng không cần phải nói mặt khác nguyên tinh các loại. Làm Tiêu Phàm xử lý tám đầu nguyên thú thi thể lúc, lại là phát hiện một kiện hết sức kỳ lạ sự tình, kia liền là nguyên thú bên trong, trừ bỏ cái kia bản nguyên chi tinh là bảo bối bên ngoài. Những cái kia nguyên thú thi thể bên trong cũng đồng dạng ẩn chứa cường đại nguyên khí, chí ít không kém gì trung phẩm nguyên tinh. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm cuối cùng đem tám đầu nguyên thú thi thể cũng thu vào trong càn khôn giới, hắn có lẽ không cần đến những cái này nguyên thú thi thể. Có thể thôn sơn tinh thú chưa hẳn không thể dùng đến a. Tăng thêm hắn giết bốn người này, Tiêu Phàm trong tay nguyên thú thi thể, đạt hơn chừng 20 cỗ. Chừng 20 bộ thi thể, ẩn chứa nguyên khí đã không kém gì tầm thường trung phẩm nguyên tinh quặng mỏ, đối với thôn sơn tinh thú mà nói, tuyệt đối là bảo bối. Không nghĩ tới ra cái kia bọt khí thế giới bên ngoài, phi tiên thánh cảnh còn có nhiều như vậy bảo bối. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng. Nhìn xem cái này mênh mông phi tiên thánh cảnh, Tiêu Phàm tựa như nhìn thấy vô số bảo sơn, chờ lấy hắn đi khai thác. Chỉ tiếc, bây giờ cách 2 năm kỳ hạn, chỉ có nửa năm không tới thời gian, hắn phải càng thêm cố gắng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm phân ra mấy chục cỗ linh hồn phân thân, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Bằng vào một mình hắn, thu thập nguyên thú thi thể khẳng định có hạn. Bây giờ hắn đã đột phá đến thánh đế cảnh. Linh hồn phân thân thần lực cũng có thể duy trì đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, ứng phó thông thường nguyên thú vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Một đường tiến lên, Tiêu Phàm tiếp tục thâm nhập sâu phi tiên thánh cảnh, khắp nơi đều có dấu vết đánh nhau. Hiển nhiên, phần lớn người đều xuất hiện ở nơi này, nhất định phải kinh lịch chém giết thảm thiết, mới được thật nhiều bản nguyên lực lượng, nhờ vào đó ngưng tụ nguyên tuyền, đột phá thánh đế cảnh. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm xâm nhập hơn vạn dặm. Mới vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được ba đầu nguyên thú. Cái này khiến Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, phi tiên thánh cảnh đúng là cơ duyên địa phương, nhưng nếu muốn thu hoạch cái này cơ duyên lớn lao, cũng cần cực lớn cố gắng. Sau 3 ngày, Tiêu Phàm rốt cục bắt 10 đầu nguyên thú thi thể, nguyên bản hắn nghĩ mang theo còn sống nguyên thú rời đi phi tiên thánh cảnh, nhưng làm hắn đem một đầu còn sống nguyên thú ném vào thể nội thế giới lúc, cái kia nguyên thú trực tiếp tan thành mây khói. Mà khi tử vong nguyên thú thi thể ném vào càn khôn giới, mới có thể miễn cưỡng giữ tươi. Qua nhiều lần xác minh, Tiêu Phàm rốt cuộc biết, những cái này nguyên thú vậy mà đều là từ nguyên khí ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, chỉ có thể tồn tại ở phi tiên thánh cảnh, hoặc là phong tồn ở trong càn khôn giới. Từ trên bản chất mà nói, những cái này nguyên thú căn bản không phải chân chính vật sống, chỉ có ở phi tiên thánh cảnh có thể sinh tồn. Muốn đem những cái này nguyên thú mang rời khỏi phi tiên thánh cảnh, nhất định phải lấy ra bản nguyên chi tinh mới được. Chỉ là Tiêu Phàm không biết là, một khi rời đi phi tiên thánh cảnh, những cái này bản nguyên chi tinh sẽ hay không tan thành mây khói. Hắn nhất định phải tìm người hỏi rõ, nếu như bản nguyên chi tinh không cách nào mang rời khỏi nơi đây, vậy hắn nhất định phải nhanh tìm tới thí thần cùng Kim Cốt Đế hai người, để bọn hắn luyện hóa bản nguyên chi tinh. Tiêu Phàm tiếp tục thâm nhập sâu mấy trăm dặm, lúc này mới dừng lại, phía trước là một chỗ nồng vụ tràn ngập địa phương, nồng đậm sương mù che khuất bầu trời, nhìn không thấu mảy may. Bất quá, Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là thánh đế cảnh A, chính là thánh đế cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc sẽ để cho hắn sinh ra loại cảm giác này. Nhưng hiện tại, nội tâm của hắn lại là có một loại bất an mãnh liệt, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh. Quét thể nội bạch sắc thạch đầu một cái, Tiêu Phàm kinh dị phát hiện, bạch sắc thạch đầu vậy mà sáng tối chập chờn. Đại nguy hiểm, đại cơ duyên,
Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng. Đột nhiên, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, nơi xa, một vệt kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, xông vào sơn lâm bên trong, tốc độ nhanh vô cùng. Nếu như không phải hắn nhãn lực kinh người, căn bản liền không phát hiện được. Nhìn thấy đạo kim quang kia, Tiêu Phàm không chút do dự đuổi theo, tốc độ của hắn so với kia kim quang còn nhanh hơn 2 lần, hơn nữa thân pháp nhẹ nhàng, cho dù là cùng giai thánh đế cảnh, cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn tồn tại. Chỉ thấy đạo kim quang kia lóe lên, xuyên qua tầng tầng rừng rậm, sau một hồi lâu, ở một tòa sương mù lượn quanh hồ lớn liền ngừng lại. Hắn càng là tiềm phục tại hai khỏa đá trong khe hẹp, thu liếm toàn thân khí tức, nhìn chằm chằm nơi xa mông lung một mảnh hồ lớn trung ương. Cũng nhanh thôi, một tiếng khẽ nói từ trong khe đá truyền đến. Cái gì nhanh, lúc này, một đạo giọng nghi ngờ từ sau bên cạnh truyền đến. Ai, gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy một vệt kim quang từ trong khe đá xông ra, giống như một chuôi thiên đao chém xuống, ngay sau đó kinh hô một tiếng, công tử, là ngươi. Người tới chính là Tiêu Phàm, mà xưng hô Tiêu Phàm công tử, cũng chỉ có Kim Cốt Đế. Kim Cốt, ngươi ở nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Kim Cốt Đế, nơi này, cho hắn một loại bất an mãnh liệt, cho dù là hắn, cũng không dám chờ lâu. Kim Cốt thở sâu, tặc lưu lưu nhìn chung quanh, nói công tử, vào nói chuyện. Tiêu Phàm gật gật đầu, đi theo Kim Cốt Đế đi vào chính giữa khe đá, lúc này, Kim Cốt Đế mới nói, công tử. Người tới nơi này, chẳng lẽ không phải vì hỗn độn nguyên văn? Hỗn độn nguyên văn, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói mấy chữ này, tự nhiên không phải là vì hỗn độn nguyên văn mà đến. Công tử không biết, Kim Cốt Đế kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nói cũng đúng, công tử nếu như biết rõ hỗn độn nguyên văn, hẳn là trước đó nên xuất hiện. Dừng một chút, Kim Cốt Đế lại nói, hỗn độn nguyên văn. Chính là từ hỗn độn bản nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành một loại nguyên thú, thể nội ẩn chứa thuần túy bản nguyên lực lượng, có thể ngưng tụ hỗn độn nguyên tuyền. Hỗn độn nguyên tuyền, Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh dị, hỗn độn nguyên tuyền, đây chính là cường đại nhất mấy loại nguyên tuyền a. Không chỉ như vậy, cái này hỗn độn nguyên tuyền phía dưới, còn có một loại hỗn độn nguyên kim, có thể cho ta ngưng tụ hỗn độn kim thân. Kim Cốt Đế ngữ khí đều trở nên dồn dập lên. Ánh mắt sáng quắc hướng về nơi xa tối tăm mờ mịt mặt hồ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hỗn độn nguyên kim, Tiêu Phàm nghe được mấy chữ này, cũng là con ngươi hơi hơi co rụt lại, khó nén trong lòng vẻ chấn động. Bây giờ đột phá thánh đế cảnh, Tu La truyền thừa bên trong lại giải phong rất nhiều tin tức, trong đó có hỗn độn nguyên kim tin tức. Hỗn độn nguyên kim, chính là năm đại nghịch thiên thần kim bên trong một loại. Ở trong hỗn độn thai nghén, ẩn chứa hỗn độn chi lực, nếu là luyện chế thành pháp bảo, uy lực tuyệt luân. Chủ yếu hơn chính là, hỗn độn nguyên kim có được một loại năng lực kỳ lạ, kia liền là bản thân chữa trị. Cho dù là pháp bảo hư hao, chỉ cần ẩn chứa hỗn độn nguyên kim, cho nó đầy đủ thời gian, pháp bảo liền có thể tự hành chữa trị. Chính là bởi vì một lần này đặc tính, hỗn độn nguyên kim trở thành vô số luyện khí sư trong lòng tha thiết ước mơ nghịch thiên vật liệu. Cả thế gian hiếm thấy. Truyền văn, lịch cổ 10 đại chí bảo bên trong, thì có mấy kiện ẩn chứa một chút hỗn độn nguyên kim. Đáng tiếc, hỗn độn nguyên kim đã sớm tuyệt tích vô số tuế nguyệt, sớm tại thượng cổ trước đó liền không có người nhìn thấy qua. Bây giờ nghe được hỗn độn nguyên kim tin tức, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không khiếp sợ đây. Làm sao ngươi biết nơi này có hỗn độn nguyên kim? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Kim Cốt Đế, trừ phi thấy tận mắt. Ai có thể khẳng định hồ này phía dưới có được hỗn độn nguyên kim đây? Ta đã thấy, Kim Cốt Đế không chút nghĩ ngợi nói. Người gặp qua, Tiêu Phàm thanh âm bỗng lớn mấy chục decibel, không khỏi đè thấp lấy thanh âm hỏi, người chừng nào thì gặp qua? Một năm rưỡi trước đó, Kim Cốt Đế thở sâu, ngay sau đó đem một năm trước gặp qua hỗn độn nguyên kim sự tình cùng Tiêu Phàm nói một lần. Nguyên lai, sớm ở một năm rưỡi trước đó. Kim Cốt Đế liền bị truyền đến nơi này, hơn nữa thấy tận mắt hỗn độn nguyên văn bạo đi, thôn phệ không ít nguyên thú. Cũng liền là ở thời điểm kia, trước mắt cái này hồ lớn hồ nước bỗng khô cạn, bộc lộ ra đáy hồ tất cả. Kim Cốt Đế lúc ấy cũng chuẩn bị đào tẩu, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện, những cái kia hỗn độn nguyên văn vậy mà đối với hắn cỗ này xương cốt cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít bùng nổ hỗn độn nguyên văn.
Kim Cốt Đế cuối cùng lựa chọn lưu lại, chờ Hỗn Độn Nguyên Văn an tĩnh lại sau đó mới rời đi. Nhưng mà, sự tình cũng không có hướng về hắn nghĩ phương hướng phát triển, Hỗn Độn Nguyên Văn cũng không có an tĩnh lại, mà là rời đi cái này hồ lớn. Chờ thật lâu, Kim Cốt Đế cũng không nhìn thấy Hỗn Độn Nguyên Văn trở về, hắn mình ngược lại là ngồi không yên. Dù sao, tiến vào Phi Tiên Thánh Cảnh chỉ có gần 2 tháng, hắn ở trong này chờ đợi dòng dã 2-3 ngày, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Nhưng liền ở Kim Cốt Đế chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên có mấy bóng người từ 4 phương 8 hướng bắn ra, nhanh chóng nhào về phía mặt hồ. Kim Cốt Đế vội vàng nín thở ngưng thần ngừng lại, lại là nhìn thấy những người kia không hẹn mà cùng phóng tới cùng một cái phương hướng, cái này khiến Kim Cốt Đế hết sức tò mò. Hắn ngưng tụ thị lực nhìn tới, lại là nhìn thấy một đoàn hơn 1 trượng phương viên sương khói mông lung lơ lửng ở đáy hồ, cái kia trong sương mù mông lung, còn tràn ngập nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nhìn đến một cái, Kim Cốt Đế liền cảm giác mình linh hồn đều bị trong nháy mắt hấp dẫn, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Có thể thấy đến mấy người kia thực lực về sau, Kim Cốt Đế cuối cùng cứng rắn xinh xinh ngừng lại thân hình. Những người kia là ai? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Nếu như là một khối hơn 1 trượng phương viên Hỗn Độn Nguyên Kim, vậy nhưng thật muốn nghịch thiên. Phải biết, thứ này đều là theo một tia một sợi tính A, hơn 1 trượng phương viên Hỗn Độn Nguyên Kim, giá này giá trị cũng không phải bình thường nghịch thiên. Kim Cốt Đế nghe vậy, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, 4 người kia bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Đế Thái Ất. Đế Thái Ất, Tiêu Phàm mặt âm trầm. Đế Thái Ất người thế nào, cái tên này, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Lịch cổ vạn tộc thiên tài bảng, cái này Đế Thái Ất thế nhưng là xếp hàng thứ 2A, vẻn vẹn ở cái kia truyền kỳ thần ma tử phía dưới. Truyền văn, Đế Thái Ất nhất cử đoạt được 9 lần vạn tộc thiên tài bảng quán quân, cũng chính là trong truyền thuyết Cửu Quan Vương. Cửu Quan Vương, nếu như nói Nhất Quan Vương còn có một số vận khí thành phần ở bên trong, có thể Cửu Quan Vương lại là chân tài thật học, cũng là thực lực tuyệt đối biểu tượng. Bất quá, để Tiêu Phàm càng tò mò hơn là, đến cùng là nhân vật như thế nào, mới dám cùng Đế Thái Ất giao phong đây. Không sai, chính là Đế Thái Ất. Kim Cốt Đế trịnh trọng gật đầu, trừ bỏ Đế Thái Ất bên ngoài, ngoài ra còn có 3 người, 3 người kia thực lực cũng không yếu. Về sau ta từ Đế Thái Ất trong miệng biết được cái kia tên của 3 người, giống như gọi là Huyền Phệ, Cửu Linh, Thiên Sát, 3 người này, ở trên vạn tộc thiên tài bảng phân biệt xếp hạng đệ ngũ, đệ lục, đệ thất. Tiêu Phàm híp híp 2 mắt, trong lòng 10 điểm không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới, cùng Đế Thái Ất tranh phong dĩ nhiên là 3 người này. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, Kim Cốt Đế lại bổ sung một câu, thế hệ này vạn tộc thiên tài, nếu như không phải cái kia kiếm hồng trần tấn cấp người thứ 4, bọn họ 3 người này đều còn phải tiến lên một cái thứ tự. Đáng tiếc, ta nghe nói kiếm hồng trần bị ma thái hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong 3 người bức tử, bằng không cũng là một đời chân chính nhân kiệt. Tiêu Phàm biểu tình cổ quái nhìn xem Kim Cốt Đế, nếu như ngươi biết kiếm hồng trần đứng ở ngươi trước mắt, không biết ngươi sẽ có ý nghĩ gì đây? Bất quá tạm thời mà nói, Tiêu Phàm còn không có bại lộ thân phận mình ý tứ, hắn còn phải cho Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong 3 người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chiếu ngươi ý tứ, cái kia Hỗn Độn Nguyên Kim còn ở đáy hồ. Tiêu Phàm thu hồi tâm thần. Đối với Đế Thái Ất mấy người, Tiêu Phàm trong lòng còn có kiêng kỵ, thế nhưng không có đến sợ cấp độ, hắn quan tâm hơn hay là cái kia Hỗn Độn Nguyên Kim. 4 người bọn họ giao chiến tạo thành động tĩnh to lớn, hấp dẫn rời đi Hỗn Độn Nguyên Văn, nơi nào còn dám dừng lại. Kim Cốt Đế đắng chát cười nói. So với Đế Thái Ất bọn họ, hiển nhiên vẫn là những cái kia Hỗn Độn Nguyên Văn còn đáng sợ hơn nhiều. Về sau cách mỗi 3 tháng, Hỗn Độn Nguyên Văn đều phải rời một lần, có thể Đế Thái Ất bọn họ không ai nhường ai, cách mỗi 3 tháng liền sẽ trở lại chiếm lấy Hỗn Độn Nguyên Kim, kết quả lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Kim Cốt Đế một trận thổn thức. Lấy Đế Thái Ất 4 người bọn họ thực lực, tùy tiện 1 người, đều có hy vọng lấy được Hỗn Độn Nguyên Kim, có thể là người tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là đánh thiên băng địa liệt, không ai nhường ai. Bây giờ đã qua 1 năm rưỡi, vẫn như trước còn không người lấy được cái kia Hỗn Độn Nguyên Kim. Người xác định đáy hồ là Hỗn Độn Nguyên Kim, Tiêu Phàm híp 2 mắt, nhìn chăm chú cách đó không xa mặt hồ.
Nếu thật là hỗn độn nguyên tinh mà nói, hắn bất kể như thế nào đều phải liều mạng một cái, nếu là hỗn độn nguyên kim hòa vào Tu La Kiếm, có lẽ Tu La Kiếm cũng có trở thành mạnh nhất chí bảo khả năng. Đế Thái Ất cùng Huyền Phệ bọn họ đều thừa nhận, thuộc hạ cũng đã từng thấy qua hỗn độn nguyên kim đồ lục, cùng nhìn thấy hỗn độn nguyên tinh cơ hồ giống như đúc. Kim Cốt Đế hết sức khẳng định nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nếu thật là dạng này, vậy hắn thật đúng là phải liều mạng một cái. Đúng rồi, Đế Thái Ất bọn họ hiện tại cái gì tu vi? Có từng đột phá thánh đế cảnh, Tiêu Phàm lại nói. Cũng là bán bộ thánh đế, lúc nào cũng có thể đột phá thánh đế cảnh. Kim Cốt Đế hít sâu một cái nói, hơn nữa, bọn họ cũng cần phải tiềm phục tại bốn phía. Bán bộ thánh đế cảnh sao? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn chăm chú xa xa mặt hồ, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, Kim Cốt Đế trong lòng 10 điểm không hiểu, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn có nắm chắc cùng Đế Thái Ất bọn họ giao phong hay sao? Phải biết, hắn Kim Cốt Đế lại tới đây, cũng chỉ là ôm một tia vận khí, ở ngẫu nhiên săn giết mấy con hỗn độn nguyên văn đồng thời, thuận tiện có thể có được một tia một sợi hỗn độn nguyên kim mà thôi, căn bản không có cùng Đế Thái Ất bọn họ cướp đoạt ý tứ. Cho dù là một tia một sợi, cũng đầy đủ nhường hắn Kim Cốt chi thân tăng lên một cái phẩm cấp. Hai người trò chuyện một hồi, Kim Cốt Đế cũng không biết thí thần hướng đi, cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi có chút bận tâm. Công tử yên tâm đi, cái này phi tiên thánh cảnh 10 điểm cuồn cuộn, hơn 100 người ở trong này xác thực rất khó gặp gỡ, thí không có việc gì. Kim Cốt Đế an ủi. Bất quá trong lòng hắn lại tràn đầy nghi hoặc, thí thần thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 14 cường tuyệt nhân vật A. Làm sao Tiêu Phàm so thí thần nhìn qua còn cường đại hơn đây? Chủ yếu nhất là, Kim Cốt Đế cũng không có ở trên vạn tộc thiên tài bảng tìm tới Tiêu Phàm danh tự. Cái này khiến Kim Cốt Đế càng hiếu kỳ hơn lên, hắn rất muốn biết rõ, Tiêu Phàm danh giới cuối cùng đến cùng ở đâu. Ong ong đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo vang lên, tầm đó từng đạo hắc phụ từ trong hồ nước bay vút lên, ở trên mặt hồ không ngưng tụ thành từng đóa mây đen. Cùng lúc đó, hồ nước đột nhiên quỷ dị bắt đầu chìm xuống, từng đợt kinh đào phách ngạn thanh âm vang vọng hư không. Công tử, bắt đầu, Kim Cốt Đế thở sâu, nhìn chăm chú mặt hồ nói. Tiêu Phàm cau mày, vừa mới một sát na kia, hắn cảm thấy một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, nhưng làm hắn cẩn thận đi bắt thời điểm, cỗ khí tức kia nhưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Đồng thời, trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu cũng lấp lóe không ngừng. Tiêu Phàm rất rõ ràng, nơi này có đại nguy hiểm, cũng có đại cơ duyên. Lưu lại, hay là rời đi? Trong lòng của hắn 10 điểm xoắn suýt, rời đi dĩ nhiên có thể tránh đi nguy hiểm, nhưng nhất định sẽ bỏ lỡ hỗn độn nguyên kim phần cơ duyên này. Nhưng nếu là lưu lại, vô cùng có khả năng đối mặt cái kia không biết đáng sợ nguy hiểm. Công tử, người xem, kia liền là hỗn độn nguyên kim. Cũng liền ở Tiêu Phàm xoắn suýt thời khắc, Kim Cốt Đế đột nhiên truyền âm nói. Tiêu Phàm theo Kim Cốt Đế phương hướng nhìn tới, lại là nhìn thấy một đoàn sương mù xám xịt lượn lờ ở đáy hồ chỗ sâu một chỗ đáy cốc. Sương mù không sai biệt lắm hơn một trượng phương viên, giống như một cái vòng tròn trụ, hắn còn có thể thấy rõ ràng bên trong lóe lên hào quang màu vàng óng. Hỗn độn nguyên kim sao? Tiêu Phàm nhíu mày, chẳng biết tại sao, cái kia hỗn độn nguyên kim cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an. Nhịn không được âm thầm trầm ngâm nói, cái này hỗn độn nguyên kim có vẻ như cũng quá quy tắc rồi a hát. Kim Cốt Đế nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, ý của công tử là, cái này hỗn độn nguyên kim không phải tự nhiên tồn tại, mà là người an bài. Ta không biết rõ, Tiêu Phàm lắc đầu, nhưng hắn trong lòng cũng có ý nghĩ này. Dựa theo Tu La truyền thừa bên trong ghi lại, xa xa cái kia một đoàn sương mù, xác thực có thể là hỗn độn nguyên kim. Nhưng hắn luôn cảm giác không nên đi chiếm lấy cái kia hỗn độn nguyên kim. Một khi chiếm lấy, liền sẽ có một loại đại nguy cơ giáng lâm, dù cho hắn là thánh đế cảnh, cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt chậm rãi từ hỗn độn nguyên kim đoàn kia sương mù màu xám bên trên rời đi, quét mắt đáy hồ địa phương khác, nhìn phải chăng có thể nhìn ra một số khác biệt. Về phần cái kia hỗn độn nguyên kim có phải là thật hay không, Tiêu Phàm không dám khẳng định. Nhưng chung quanh tầng kia màu xám cho giận ngất, đúng là hỗn độn chi khí không thể nghi ngờ. Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ di một tiếng. Hắn kinh ngạc phát hiện,
cái kia đáy cốc hỗn độn nguyên kim vị trí, lờ mờ có từng đầu nhàn nhạt cốc câu lan tràn hướng bốn phương tám hướng, mặc dù rất nhạt, nhưng Tiêu Phàm vẫn là rõ ràng bắt được. Hắn tử tế quan sát phía dưới mới phát hiện, những cái kia hồ nước, chính là từ những cái này trong khe chảy ra, không biết đi nơi nào. Nhưng làm Tiêu Phàm đem những cái kia khe nước toàn bộ lạc ấn trong đầu lúc, lại là hiện ra một bộ hoàn chỉnh đồ án. Trận đồ, Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng 10 điểm yên lặng. Mặc dù hắn xem không hiểu cái này đồ văn rốt cuộc là cái gì, có thể bằng hắn thần điêu sư kinh nghiệm, lại là có thể rõ ràng nhìn ra, đây đúng là một phần đặc biệt thần văn đồ. Hơn nữa, cái này thần văn đồ còn ẩn chứa một loại phong ấn chi lực. Phong ấn, Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hô hô, cũng đúng lúc này, bờ hồ bốn phía rừng rậm bên trong, mấy bóng người trùng kích liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới cái kia màu xám hỗn độn nguyên kim trước mặt. Công tử, Kim Cốt Đế kinh hô một tiếng, ánh mắt sáng quắc hướng về trong hồ đáy cốc vị trí. Tiêu Phàm thần sắc như thường, bản năng muốn rời khỏi, hồ kia ngọn nguồn thần văn cho hắn một loại nguy hiểm cực lớn cảm giác. Nhưng mà, khi hắn quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, cái kia mấy bóng người bỗng đụng vào nhau, kinh khủng sóng xung kích điên cuồng đánh thẳng vào đáy hồ bốn phía. Ở cái kia sóng xung kích trùng kích vào, viên kia lớn gần trường hỗn độn nguyên kim chung quanh hỗn độn sương mù lập tức phiêu tán mà ra, biến mất không ít, bộc lộ ra bên trong tất cả. Xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng hỗn độn chi khí, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thấy, một khỏa màu vàng kim nhạt, bí mật mang theo từng tia sương mù màu xám dài thạch đầu, giống như một thanh trường kiếm đồng dạng, đính tại đáy cốc trung ương. Cái này còn không phải Tiêu Phàm kinh ngạc nhất, Tiêu Phàm kinh ngạc nhất là, cái kia dài thạch đầu vậy mà cắm ở một cái cỡ nhỏ hình tròn bình đài. Cái kia bình đài điêu khắc vô số thật nhỏ đường vân, mặc dù rất mơ hồ, nhưng Tiêu Phàm lại là thấy rõ ràng, trong đó có năm mặt tiểu kỳ. Tiểu kỳ bên trên, điêu khắc đồng dạng một chữ, giết. Năm cái chữ giết, lộ ra kinh khủng sát khí, nhìn đến một cái, liền để Tiêu Phàm linh hồn có chút phát run. Đây là, Tiêu Phàm cảm giác cái này năm mặt tiểu kỳ có chút quen thuộc, tựa như đã từng ở nơi nào nhìn thấy qua, chỉ là trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên rút thành một cây châm, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngũ phương sát ma kỳ, Tiêu Phàm thấp giọng trầm ngâm nói. Công tử, cái gì ngũ phương sát ma kỳ? Kim Cốt Đế nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, bất quá rất nhanh liền lộ ra hết sức vẻ kinh hãi, nói, lịch cổ 10 đại chí bảo một trong ngũ phương sát ma kỳ. Ở nơi nào, Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không có giải thích nhiều, trong đầu lại là hồi tưởng lại mới vừa nhìn thấy cái kia hình ảnh. Hắn có thể đủ xác định, bản thân vừa mới thấy cái kia năm mặt lá cờ, hẳn là lịch cổ 10 đại chí bảo một trong ngũ phương sát ma kỳ. Ngũ phương sát ma kỳ tác dụng, tu la truyền thừa bên trong cũng có một chút ghi chép, truyền văn là dùng để phòng ấn ác ma. Lại liên tưởng đến trước đó bắt được thần văn đồ, Tiêu Phàm chỗ nào vẫn không rõ, hồ này là dùng để làm gì. Phong ma, cái này hồ lớn, chính là dùng để phòng ấn ma đầu. Hơn nữa, nhất định phải mượn dùng ngũ phương sát ma kỳ cùng hỗn độn nguyên kim đến phong ấn ma đầu, há lại sẽ là đơn giản ma đầu. Đi, Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi, hắn cũng không muốn tiêm nhiễm lớn như vậy nhân quả. Oanh, cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, lại là Tiêu Phàm trước đó bắt được cái kia bình đài, trực tiếp nổ bay ra. Nổ tung, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Đây chính là phong ấn tuyệt thế ma đầu phong ấn A, lại bị đế thái ất bọn họ phá mở. Không chỉ có cái kia bình đài nổ bay, ngay cả chuôi này giống như tuyệt thế thần kiếm nhất đồng dạng hỗn độn nguyên kim cũng đi theo nổ bay. Càng quỷ dị hơn chính là, cái kia hỗn độn nguyên kim, vậy mà hướng về Tiêu Phàm cùng Kim Cốt Đế vị trí bay vụt mà đến. Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, vừa lúc đem cái kia hỗn độn nguyên kim nắm trong tay. Đây là hỗn độn nguyên kim. Kim Cốt Đế lên tiếng kinh hô, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm kiếm trong tay hình hỗn độn nguyên kim. Ngay cả Tiêu Phàm cũng rung động không thôi, hỗn độn nguyên kim vậy mà lại đưa đến trên tay mình đến, vận khí của mình lúc nào như vậy nổ tung. Phải biết, hắn nhưng là thiên đố chi nhân a. Thiên đố chi nhân,
lại làm sao có thể có được vận khí tốt như vậy đây? Rất nhanh, Tiêu Phàm lúc này mới hiểu, bản thân thế này sao lại là vận khí tốt, rõ ràng là xui xẻo tận cùng tốt ha. Chỉ thấy bốn song âm trầm tàn nhẫn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy làn da có chút đau nhói. Bốn người kia không phải người khác, chính là Đế Thái Ất cùng Huyền Phệ bốn người bọn họ. Tiêu Phàm mặc dù đột phá đến thánh đế cảnh, nhưng đối mặt tầng thứ này cường giả, vẫn là không thể không nghiêm túc đối phó, thậm chí trong lòng còn có kiêng kỵ. Đem hỗn độn nguyên kim giao ra, một người cầm đầu bạch bào nam tử mở miệng. Hắn lông mi trắng tóc trắng, làn da càng là tuyết bạch như ngọc, hiện ra nhàn nhạt hào quang màu bạc, một đôi con mắt màu vàng óng thâm thúy như hãn hải. Nhất cử nhất động, đều không ngừng lộ ra một cỗ nho nhã chi khí, có thể không hình bên trong lại tản ra một cỗ uy nghiêm cực lớn. Một bộ áo bào trắng trắng hơn tuyết, trong gió tung bay, giống như một tôn tiên nhân lâm trần, không nhiễm đảm nhiệm hà phàm bụi. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, trong lúc nhất thời cảm thấy tay mình bên trong hỗn độn nguyên kim có chút phỏng tay. Bản thân nếu là không đem hỗn độn nguyên kim ném ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ đắc tội bốn người này, bốn người có khả năng đồng thời xuất thủ ứng phó bản thân, hậu quả chưa chắc là Tiêu Phàm có thể chịu được. Còn nếu là đem hỗn độn nguyên kim giao ra, hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả một đời. Đây chính là thái cổ thần giới năm đại nghịch thiên thần kim một trong A, nếu như thế này bỏ qua, chính hắn đều sẽ xem thường bản thân. Kim cốt đế phát ra rầm rầm nuốt nước miếng thanh âm, mặc dù hắn không có ngụm nước, có thể nghĩ hắn thời khắc này khẩn trương. Hắn vẫn luôn nghĩ nắm lấy cơ hội lấy được vài hỗn độn nguyên kim, nhưng hôm nay hỗn độn nguyên kim thực đến ở trong tay. Chẳng biết tại sao, hắn vừa muốn đem những cái này hỗn độn nguyên kim ném rất xa. Chỉ là Đế Thái Ất, Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát ánh mắt của bọn hắn, kim cốt đế cũng có chút chịu không được. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trực tiếp cầm trong tay hỗn độn nguyên kim thu vào, tựa như căn bản không nghe thấy người đối diện lời nói một dạng. Đồ chán sống, chỉ thấy nam tử tóc trắng kia bỗng lạnh rên một tiếng. Một cỗ uy áp kinh khủng liền hướng lấy Tiêu Phàm nghiền ép mà tới. Ba người khác cũng không có động thủ, mà là đứng ở ba phương hướng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Đế Thái Ất. Công tử, những cái kia hỗn độn nguyên văn trở về. Đột nhiên kim cốt đế lên tiếng kinh hô. Lời này vừa nói ra, nam tử tóc trắng kia bỗng ngừng thân hình, sắc mặt trầm xuống nhìn phía xa cực tốc đến gần hắc sắc đám mây, hiển nhiên, đó chính là cực tốc chạy về hỗn độn nguyên văn. Hỗn độn nguyên kim trước thả trong tay ngươi, nam tử tóc trắng lạnh lùng phun ra mấy chữ, liền cũng không quay đầu lại hướng về một cái khác địa phương bay đi. Ba người khác cũng giống như thế, không có làm nhiều bất kỳ dừng lại gì. Cho dù là bọn họ bốn người ngút trời kỳ tài, nhưng tại vô số hỗn độn nguyên văn trước mặt, lại giống như bụi bặm một dạng nhỏ bé, hoàn toàn có thể không đáng kể. Công tử, mau trốn, cái kia hỗn độn nguyên văn tiếp cận chúng ta. Kim cốt đế mặc dù không có huyết nhục, nhưng giờ phút này hắn cũng cảm giác toàn thân run lên. Nhiều như vậy hỗn độn nguyên văn, đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh bị vây công, đoán chừng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có chạy, ngược lại hướng về khô khốc hồ trung ương bay đi. Công tử, kim cốt đế kêu to, bất quá hắn căn bản không có chút gì do dự, cũng không dám có bất cứ chút do dự nào, vội vàng đi theo. Cũng đúng lúc này, nơi xa chạy trốn Đế Thái Ất bốn người đã bắt đầu cùng một đám hỗn độn nguyên văn giao phong, bất quá bọn hắn không dám ham chiến, chỉ muốn nhanh lên chạy ra hỗn độn nguyên văn vòng vây. Đáng tiếc, những cái này hỗn độn nguyên văn số lượng thực sự nhiều lắm, căn bản giết không bao giờ hết, diệt không dứt. Tiểu tử kia đang làm cái gì? Trong đó một cái bọc lấy áo bào đen, cả người bốc lấy hắc khí tu sĩ lên tiếng kinh hô. Ba người khác cũng nhìn thoáng qua. Để bọn hắn kinh hãi là, Tiêu Phàm vị trí, vậy mà không có bất kỳ cái gì hỗn độn nguyên văn tới gần. Bốn người thấy thế, ánh mắt lượng nhỏ, không chút do dự hướng về Tiêu Phàm vò tới. Tiêu Phàm nhìn thấy bốn người cực tốc vò tới, sắc mặt trầm xuống, một bên kim cốt đế càng là khẩn trương tới cực điểm, hắn còn tưởng rằng lúc này, Đế Thái Ất bọn họ còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Lúc này không nghĩ ta chết đi, Tiêu Phàm cười lạnh khinh thường nói, kim cốt. Hóa đao. Kim cốt đế nơi nào còn dám do dự, không chút do dự biến thành một chuôi vàng óng ánh trường đao, bị Tiêu Phàm một cái nắm trong tay.
Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không chút do dự vung ra vài đao, sau đó cả người đột nhiên hướng phía sau thối lui, trực tiếp lui vào bên trong hỗn độn nguyên văn. Ở hắn trong tay kia, nắm một mai thạch đầu, trên tảng đá phương tản ra hào quang nhỏ yếu, hóa thành một đạo kết giới đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong. Đế Thái Ất bốn người bị Tiêu Phàm đao cương ngăn trở một cái hô hấp không tới thời gian, nhưng là ngay trong sát na này tầm đó, Tiêu Phàm đã biến mất ở bọn họ trước mắt, thay vào đó là rậm rạp chẳng chịt hỗn độn nguyên văn. Trốn, hắc bào tu sĩ kia lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía nam tử tóc trắng kia nói, Đế Thái Ất, vừa mới tiểu tử kia trong tay nắm là vật gì? Nam tử tóc trắng Đế Thái Ất hơi nhíu mày, không có phản ứng hắc bào tu sĩ lời nói, mà là bỗng nhiên hướng về một phương hướng khác bay đi. Ta đã biết, là ngũ phương sát ma kỳ đồ án. Hỗn độn nguyên văn sợ hãi ngũ phương sát ma kỳ. Một cái khác huyết bào tu sĩ hô nhỏ một tiếng, không chút do dự bay về phía một phương hướng khác. Ngũ phương sát ma kỳ đồ án. Hắc bào tu sĩ cùng một người khác cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hai người cố gắng nghĩ lại lấy trước đó vỡ nát cái kia bình đài lúc, ngũ phương sát ma kỳ bay vụt phương hướng. Hai cái thời gian hô hấp, hai người tựa như nghĩ tới điều gì, mỗi người lựa chọn một cái phương hướng rời đi. Chỉ có thừa dịp hỗn độn nguyên văn vẫn chưa hoàn toàn tới gần, bọn họ còn có một chút thời gian tìm kiếm bức đồ án kia thạch đầu, một khi tới gần, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Hỗn độn nguyên văn có thể mặc kệ bọn họ có phải hay không cái gì lịch cổ vạn tộc thiên tài bảng thiên tài đây. Bọn họ tới đây là muốn lấy được hỗn độn nguyên kim. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, nửa đường gặp được Tiêu Phàm. Nếu như không phải hỗn độn nguyên kim rơi vào Tiêu Phàm trong tay, bọn họ đã sớm lấy được hỗn độn nguyên kim rời đi. Mà lúc này, Tiêu Phàm mang theo kim cốt đế đã thối lui ra khỏi hỗn độn nguyên văn vòng vây, yên ổn xuất hiện ở một ngọn núi phía trên, thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng. Ta ngược lại muốn xem, nơi đó đến cùng phong ấn cái gì ma đầu. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đế Thái Ất bọn hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng còn không có đạt tới để Tiêu Phàm sợ cấp độ. Hắn sợ vẫn luôn là ngũ phương sát ma kỳ cùng hỗn độn nguyên kim phong ấn ma đầu kia, bây giờ ngũ phương sát ma kỳ cùng hỗn độn nguyên kim tạo thành phong ấn bị phá ra, ma đầu kia khẳng định phải phá phong mà ra. Nói xong, Tiêu Phàm không khỏi nhìn về phía trong tay một hòn đá, thạch đầu phía trên cái kia tiểu kỳ bộ dáng lờ mờ có thể thấy được. Tiêu Phàm tay trái hơi hơi một nắm. Hòn đá kia vậy mà bắt đầu chậm rãi chóc ra, lập tức bộc lộ ra bên trong tất cả. Đó là một mặt lớn chừng bàn tay kim sắc cờ xí phía trên tản ra một cỗ bá đạo sát khí, để Tiêu Phàm đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Ngũ phương sát ma kỳ kim ma kỳ, Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái. Khi hắn nhìn thấy vô số hỗn độn nguyên văn đánh tới, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến ngũ phương sát ma kỳ, khi hắn cầm lấy viên đá kia thời khắc. Thể nội bạch sắc thạch đầu vậy mà chiếu lấp lánh. Tiêu Phàm liền biết, cái này trong viên đá, hẳn là ngũ phương sát ma kỳ trong đó một mặt. Hơn nữa, lấy được cái này ngũ phương sát ma kỳ, những cái kia hỗn độn nguyên văn chưa chắc sẽ ứng phó hắn. Quả nhiên giống hắn suy nghĩ, bạch sắc thạch đầu cũng không có nhường hắn thất vọng. Khi hắn tay cầm kim ma kỳ thời điểm, những cái kia hỗn độn nguyên văn vậy mà đối với hắn làm như không thấy. Công tử, lúc này, kim cốt đế lại biến thành khô lâu bộ dáng, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết rõ hắn muốn cái gì, lấy tay vung lên, một cái lớn chừng quả đấm màu vàng kim nhạt vật thể rơi vào lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó ném cho kim cốt đế. Có đủ hay không? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đủ rồi, đủ, kim cốt đế vội vàng mở miệng nói, đầu giống như con gà con mổ gạo đồng dạng, gật không ngừng. Nguyên bản hắn chỉ muốn lấy được một tia một luồng hỗn độn nguyên kim, liền có thể luyện thành kim cốt chi thân, bây giờ Tiêu Phàm cho hắn một cái lớn chừng quả đấm hỗn độn nguyên kim, cái này khiến hắn làm sao không vui đây. Kim cốt đế không biết là, coi như hắn nghĩ muốn càng nhiều hỗn độn nguyên kim, Tiêu Phàm cũng không lấy ra được. Còn dư lại hỗn độn nguyên kim, đã toàn bộ bị Tu La kiếm cho dung hợp, cái này khiến Tiêu Phàm khóc không ra nước mắt. Đây chính là tương đương với một chuôi cự kiếm hỗn độn nguyên kim A, Tu La kiếm vậy mà toàn bộ cắn nuốt mất, nếu như không phải hắn tay mắt lanh lẹ, còn dư lại điểm này hỗn độn nguyên kim, đoán chừng cũng bị thôn phệ. Nguyên bản Tiêu Phàm còn muốn lợi dụng những cái này hỗn độn nguyên kim cho vô tận thần phủ tạo nên một nhóm thần binh lợi khí,
nhưng bây giờ xem ra, là không thể nào. Không chỉ có như thế, đế thái ất mấy người cũng ghi hận bản thân, đây cũng không phải bình thường phiền phức. Nói xong, kim cốt đế trực tiếp một ngụm đem cái kia lớn chừng quả đấm hỗn độn nguyên kim cho nuốt vào trong bụng, sau đó lại nhìn chăm chú Tiêu Phàm trong tay kim ma kỳ nói, công tử, đây chính là ngũ phương sát ma kỳ. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, đây chỉ là ngũ phương sát ma kỳ bên trong kim ma kỳ mà thôi, uy lực không lớn bằng lúc trước. Công tử, phải chăng có thể đem mặt này lá cờ ban cho thuộc hạ? Kim cốt đế hít sâu một cái nói, tựa như sợ Tiêu Phàm không đáp ứng một dạng. Tiêu Phàm biểu tình nghi hoặc, cái này kim ma kỳ mặc dù là ngũ phương sát ma kỳ một trong, nhưng hôm nay chỉ còn lại có một lá cờ, căn bản không thể phát huy tác dụng quá lớn. Vừa mới Tiêu Phàm đã nghiên cứu qua, cái này cờ xí nhiều nhất dùng để bố trí một chút đặc thù phòng ấn trận pháp mà thôi. Thuộc hạ cảm giác cùng cái này mặt lá cờ hết sức quen thuộc, tựa như đã từng ở nơi nào gặp qua. Kim cốt đế tiếp tục nói, trong giọng nói có chút xấu hổ. Cái này kim ma kỳ mặc dù không có quá nhiều tác dụng, có thể dù sao cũng là 10 đại lịch cổ chí bảo một trong A, làm một cái cấp dưới, làm sao có thể không chút kiêng kỵ cùng chủ tử đòi hỏi. Tiêu Phàm không nổi giận, đã coi là không tệ. Cho ngươi ngược lại không quan trọng, bất quá cái này kim ma kỳ khả năng dính hết sức nhân quả. Tiêu Phàm nhíu mày một cái nói, lớn hơn nữa nhân quả, thuộc hạ đều không sợ. Kim cốt đế ngữ khí kiên định lạ thường, tựa như sợ Tiêu Phàm đổi ý một dạng. Tiêu Phàm thật sâu nhìn kim cốt đế một cái, cuối cùng vẫn là đem trong tay kim ma kỳ cho kim cốt đế. Đa tạ công tử, kim cốt đế cung kính cúi đầu, sau đó thận trọng thu hồi kim ma kỳ, kích động tột đỉnh. Tiêu Phàm không tiếp tục để ý, mà là nhìn về phía xa xa hỗn độn nguyên văn hồ, vì lý do an toàn, Tiêu Phàm lại lui về phía sau mấy ngàn dặm, tiếp tục vận chuyển nghịch loạn chi đồng nhìn ra xa. Hắn không biết đế thái ất bốn người có thành công hay không đào thoát hỗn độn nguyên văn đánh giết, nhưng hắn biết rõ, ngũ phương sát ma kỳ phong ấn ma đầu hẳn là muốn phá phong mà ra. Ầm ầm, quả nhiên, chân trời một tiếng sấm vang vọng mây xanh, vô số mây đen tụ tập ở hỗn độn nguyên văn hồ phía trên, từng đạo lôi điện từ trong đó gào thét mà xuống, bổ về phía hỗn độn nguyên văn. Vô số hỗn độn nguyên văn bị lôi điện oanh sát, hóa thành kiếp cho tiêu tán trong gió, cái gì đều không lưu lại. Mặt khác hỗn độn nguyên văn bắt đầu điên cuồng bốn phía chạy trốn, đáng tiếc, cái kia lôi điện chi lực quá mức khủng bố, căn bản ngăn cản không nổi, bọn chúng chỉ có thể trở thành lôi kiếp phía dưới vong hồn. Giống, lúc này, một tiếng kinh thiên nộ hống vang lên, chỉ thấy một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời, cái kia đầy trời mây đen trực tiếp nổ tung, tất cả lôi điện giống như mạng nhện một dạng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tê Tiêu Phàm sâu hít một hơi lạnh, bậc này đáng sợ uy thế người, nhưng hắn đều sợ hãi không thôi. Vẻn vẹn vừa hô, vậy mà liền đánh tan đầy trời mây đen, đây chính là đang hướng thượng thiên khiêu khích a. Đến cùng là như thế nào quái vật, vậy mà có được đáng sợ như vậy hung uy. Sau nửa ngày, một cái to lớn móng vuốt từ cái kia đáy hồ ló ra, ngay sau đó là một khỏa đầu lâu to lớn, một đôi đỏ thắm con ngươi càng là giống như máu nhuộm, đỏ tới cực điểm. Dù cho cách xa nhau hơn vạn dặm, Tiêu Phàm đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ hung uy cùng lệ khí. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm rốt cục nhìn rõ ràng quái vật kia là cái gì, nhìn sơ một chút, như một đầu mãnh hổ, lại giống như báo săn, có được cứng cáp có lực tứ chi, đen nhánh bộ lông. Miệng nôn răng nanh, lấp lóe lấy lạnh lẽo hàn mang, cái kia đạt đến 10 trượng trở lại thân thể, lộ ra một cỗ không thể địch nổi bá khí. Nhiều năm trước tới nay, đây tuyệt đối là hắn thấy qua kinh khủng nhất hung thú, độc nhất vô nhị. Dù cho thí thần, dù cho bạch ma bản thể trường sinh thú, so sánh cùng nhau, đều kém xa tít tắp. Tiêu Phàm tâm thần nhanh chóng ở Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm cùng tương ứng tin tức, bây giờ đột phá thánh đế cảnh, Tu La truyền thừa bên trong rất nhiều tin tức cũng đã giải phong. Lúc này, Tiêu Phàm con người khẽ run lên, trong đầu trong nháy mắt lóe lên một cái tên, cũng chính là cái tên này. Để Tiêu Phàm tâm đều nhảy lên kịch liệt lên. Thần thú bảng xếp hạng, danh liệt đệ tứ hỗn độn nguyên thú. Tiêu Phàm chỉ cảm giác hô hấp của mình đều trở nên dồn dập lên. Hỗn độn nguyên thú, danh tự rất đơn giản, có thể ai cũng không dám khinh thường nó, đừng nói thánh đế cảnh, chính là vượt qua thánh đế cảnh cũng là như thế. Bởi vì,
hỗn độn nguyên thú, chính là trong hỗn độn đản sinh con thứ nhất nguyên thú, bởi vậy hắn còn có một cái tên khác, đệ nhất nguyên thú. Có lẽ phần lớn người đều quên nó đệ nhất nguyên thú cái danh này, có thể khả năng đủ xếp tại thần thú bảng xếp hạng người thứ tư, cũng đủ để có thể thấy được nó kinh khủng. Mà bây giờ, cái này hỗn độn nguyên thú phá phong mà ra, đối với phi tiên bí cảnh mà nói, tuyệt đối là một trận cả thế gian hiếm thấy tai nạn. Hống hống, Tiêu Phàm còn chưa từ hỗn độn nguyên thú xuất thế trong rung động lấy lại tinh thần, phi tiên thánh cảnh tứ phương, đột nhiên truyền đến từng đợt sôi trào tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu mãnh liệt rung rung, Tiêu Phàm dường như thấy được vô số nguyên thú đang lao nhanh tràng cảnh. Công tử, đó là cái gì quái vật gì, làm sao như thế đáng sợ? Kim Cốt Đế kinh hãi không thôi, hắn mặc dù có thể lực áp đông đảo nhất quan vương, kiến thức cũng coi là cực kỳ bất phàm, vẫn như trước không biết hỗn độn nguyên thú. Đây là thần thú bảng xếp hạng đệ tứ hỗn độn nguyên thú. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, hỗn độn nguyên thú vậy mà bị phong ấn ở cái này phi tiên thánh cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, nơi này có được như vậy bàng bạc nguyên khí, còn có đặc thù nguyên thú, hỗn độn nguyên thú bị phong ấn ở trong đó, chính là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ là, những cái này nguyên thú, cùng cái kia vô số bọt khí thế giới, vô cùng có khả năng cũng là hỗn độn nguyên thú sáng tạo ra. Hiện tại bọn hắn bị vây ở phi tiên thánh cảnh bên trong, mà hỗn độn nguyên thú phá phong mà ra, chờ đợi bọn họ là cái gì, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng. Hỏng bét, thí thần, Tiêu Phàm đột nhiên sầm mặt lại, thí thần thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 thần thú A, hỗn độn nguyên thú khẳng định có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Đối với giờ phút này vừa mới phá phong mà ra hỗn độn nguyên thú mà nói, thí thần tuyệt đối là nó vật đại bổ. Mà lấy hỗn độn nguyên thú năng lực, 89 phần 10 có thể cảm ứng được thí thần tồn tại, nếu như hắn muốn tìm thí thần phiền phức, cái kia thí thần coi như nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng nóng nảy. Cũng đúng lúc này, cái kia hỗn độn nguyên thú bỗng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bỗng nhiên đạp không mà lên, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở chân trời. Đi, Tiêu Phàm không chút do dự, nắm lên Kim Cốt Đế liền hướng lấy chân trời lao đi. Hỗn độn nguyên thú rời đi phương hướng, 89 phần 10 chính là thí thần vị trí, thí thần hiện tại gặp nguy hiểm, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bình tĩnh đây. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, nhanh đến Kim Cốt Đế căn bản liền theo không kịp, Tiêu Phàm đành phải đem hắn ném vào thể nội thế giới. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn có thể nhìn thấy hỗn độn nguyên thú lưu lại một đạo tàn ảnh, muốn đuổi kịp đi, căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa, Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy. Cái kia hỗn độn nguyên thú căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù sao, nó bị phong ấn vô số tuế nguyệt, thực lực khẳng định giảm bớt đi nhiều, việc cấp bách, tất nhiên là muốn khôi phục thực lực. Lúc này, Tiêu Phàm cũng đã không nhìn thấy hỗn độn nguyên thú cái bóng, ngược lại là bốn phía vô số nguyên thú lao nhanh thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Thí thần, người có thể nhất định phải kiên trì lên. Tiêu Phàm chỉ có thể trong lòng cầu nguyện. Liền hắn đều đối hỗn độn nguyên thú không có bất kỳ cái gì nắm chắc, thí thần lại có thể là hỗn độn nguyên thú đối thủ. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt lập tức bị bốn phía chạy như điên nguyên thú hấp dẫn, hắn kinh dị phát hiện, tất cả nguyên thú đều hướng về một phương hướng lao nhanh. Cái hướng kia, hình như là hỗn độn nguyên thú rời đi phương hướng. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm nghi hoặc. Tất nhiên cái này hỗn độn nguyên thú như thế khẩn cấp muốn khôi phục thực lực, vì sao không thôn phệ những cái này nguyên thú đây? Rất nhanh Tiêu Phàm liền từ tu la truyền thừa ở bên trong lấy được đáp án, nguyên lai, những cái này nguyên thú, chẳng qua là hắn bài tiết vật mà thôi. Lúc trước biết được chọc mệnh thiên vĩ bài tiết vật là mệnh chọc chi khí lúc, Tiêu Phàm liền kinh hãi một lần. Nhưng hiện tại, làm Tiêu Phàm biết rõ hỗn độn nguyên thú bài tiết vật chính là nguyên thú thời khắc. Tiêu Phàm trực tiếp sửng sờ tại chỗ, không biết vì sao. Hỗn độn nguyên thú bài tiết vật, dĩ nhiên là vạn tộc tu sĩ liều mạng cướp đoạt đồ vật, hơn nữa còn là thánh đế cảnh tu sĩ dung luyện nguyên tuyển căn bản, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn không cách nào tưởng tượng, hỗn độn nguyên thú là lấy cái gì làm thức ăn, mới có thể bài tiết nguyên thú. Bất quá khi hắn hồi tưởng lại những cái kia nguyên thú bản chất về sau, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại.
bởi vì những cái kia nguyên thú căn bản không coi là chân chính sinh linh, mà là hoàn toàn do nguyên khí ngưng tụ mà thành quái vật. Nếu như xác thực nói, cũng không phải là nguyên thú là hỗn độn nguyên thú bài tiết vật, mà là nguyên thú thể nội một mai kia bản nguyên chi tinh mới đúng. Bởi vậy, hỗn độn nguyên thú tự nhiên không nguyện ý thôn phệ những cái này nguyên thú. Đổi lại là nhân tộc tu sĩ, ai lại nguyện ý ăn bản thân kéo đồ vật đến khôi phục thực lực đây? Tuy nhiên nghe có chút buồn nôn, nhưng những cái này nguyên thú đúng là giá trị liên thành bảo bối, nhất là cái kia bản nguyên chi tinh. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Chỉ là, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư đến đối phó những cái này nguyên thú, hắn chỉ muốn tìm tới thí thần, phòng ngừa hắn bị hỗn độn nguyên thú giết chết. Những cái này nguyên thú chạy phương hướng là hỗn độn nguyên thú vị trí, nếu như thí thần ở nơi đó mà nói, ta theo xuống dưới, liền có thể tìm tới. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn chăm chú phía trước nói. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trong con ngươi hiện lên một vẻ kiên định, sau đó không chút do dự đuổi tới. Mà lúc này, Phi Tiên Thánh Cảnh lại là nhấc lên một trận nguyên thú triều dâng, vô luận thực lực cao thấp cùng mạnh yếu, tất cả nguyên thú đều không ngoại lệ, toàn bộ phát cuồng, tựa như hoàn toàn mất đi lý trí một dạng. Chuyện gì xảy ra, những cái này nguyên thú làm sao nổi điên? Không biết, bất quá nhìn qua tựa như là nhận lấy cái gì triệu hoán. Một lần này phiền toái, một đầu nguyên thú đều rất khó giết chết, bây giờ nhấc lên nguyên thú triều dâng, muốn giết chết nguyên thú chiếm lấy bản nguyên chi tinh, càng thêm khó khăn. Tiến vào Phi Tiên Thánh Cảnh tu sĩ sắc mặt khó coi hết sức, thời gian hơn một năm, bọn họ liều mạng chém giết nguyên thú, chiếm lấy bản nguyên chi tinh. Mắt thấy hai năm kỳ hạn sắp trôi qua, bọn họ cũng mau tụ tập đầy đủ bản nguyên chi tinh. Thật không nghĩ đến Phi Tiên Thánh Cảnh vậy mà nhấc lên nguyên thú triều dâng, dù cho lấy bọn hắn thực lực muốn sống sót, đoán chừng đều tương đối khó khăn. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ trốn đông trốn tây, tránh né nguyên thú oanh sát. Cũng may những cái kia nguyên thú cũng không có cố ý đuổi giết bọn hắn, bằng không mà nói, vô luận bọn họ trốn đến chân trời góc biển, cũng chạy không thoát nhiều như vậy nguyên thú oanh sát. Một chút to gan tu sĩ nhìn thấy tất cả nguyên thú tất cả đều nổi điên hướng về một phương hướng chạy trốn, ẩn ẩn phát hiện có chút không đúng, sau đó theo đuôi nguyên thú đi theo. Giờ phút này, Phi Tiên Thánh Cảnh một cái nào đó sương mù lượn quanh trong rừng rậm cuồng phong thổi loạn, trên không càng là lơ lửng nguyên một đám sắc thái rực rỡ bọt khí. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì những cái kia bọt khí, đúng là hắn trước đó nhìn thấy bọt khí thế giới. Mà giờ khắc này, những cái này bọt khí thế giới lại thật giống như bị một cỗ đại lực thôn phệ, hút vào trong sơn cốc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nếu là Tiêu Phàm vận chuyển thị lực, tất nhiên có thể phát hiện, Phi Tiên Thánh Cảnh trời cao bọt khí thế giới, đang nhanh chóng giảm bớt. Bọt khí thế giới một khi biến mất, liền lại cũng không có xuất hiện. Trong sơn cốc một khối đá lớn bên trên, ngồi một cái nón cỏ thiếu niên, đột nhiên ở một cái. Tuấn giật khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Ở sau lưng hắn, càng là hiện lên một đạo to lớn hắc sắc ma ảnh. Đệ nhất nguyên thú nguyên giới, có ý tứ. Nếu là ta có thể đem hắn tất cả nguyên giới đều thôn phệ, đệ nhất nguyên thú lại có thể làm khó dễ được ta. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trời, nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nói xong, sau lưng hắn ma ảnh lần nữa mở ra miệng to như chậu máu. Bắt đầu cắn nuốt. Lại nói Tiêu Phàm không ngừng đi theo hỗn độn nguyên thú bước chân, thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, hắn luôn cảm giác cái thế giới này chính đang phát sinh kỳ lạ biến hóa, về phần cụ thể là biến hóa gì, hắn là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là, nhiều như vậy nguyên thú lao nhanh, Tiêu Phàm luôn cảm giác cũng không tất cả đều là hỗn độn nguyên thú nguyên nhân. Làm sao ta cảm giác thiên địa đang nhỏ đi? Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng 10 điểm buồn bực. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên đung đưa đầu, hủy bỏ loại ý nghĩ này, kia hẳn là ảo giác của mình. Thở sâu, Tiêu Phàm tập trung ý chí, tiếp tục cùng lấy nguyên thú lao nhanh. Giống đột nhiên, một tiếng giống giận rung trời thanh âm từ phía chân trời truyền đến, cả phiến thiên địa đều kịch liệt run một cái. Ngay sau đó, để Tiêu Phàm 10 điểm kinh hãi sự tình đã xảy ra, chỉ thấy dưới chân hắn những cái kia nguyên thú, bỗng nhao nhao nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn nguyên khí hướng về cuối chân trời dũng mãnh lao tới. Đây là, Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra kinh ngạc.
Dù cho lấy hắn thực lực, muốn giết chết những cái này nguyên thú, đều phải tốn nhiều sức lực, nhưng bây giờ, những cái này nguyên thú vậy mà tự hành nổ tung, cái này khiến hắn kinh hãi không thôi. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, đây nhất định là hỗn độn nguyên thú ra tay, cũng chỉ có hỗn độn nguyên thú mới có thực lực như vậy. Thanh âm kia bên trong mang theo nồng nặc nội ý, nếu như là hỗn độn nguyên thú mà nói, nghĩ đến là hỗn độn nguyên thú bị thua thiệt. Tiêu Phàm cẩn thận phân tích, thần sắc cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên. Hỗn độn nguyên thú thực lực cỡ nào, cho dù là yếu, cũng so hắn Tiêu Phàm cường đại a. Có thể làm cho hỗn độn nguyên thú thua thiệt nhân vật, phi tiên thánh cảnh tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là tiến vào phi tiên thánh cảnh người ra tay, cái kia người này thực lực liền quá kinh khủng. Hỗn độn nguyên thú chỉ có ở thế yếu, mới có thể thôn phệ những cái này nguyên khí đến khôi phục thực lực của mình, sau đó ứng phó địch nhân của mình. Người kia có thể bức bách hỗn độn nguyên thú thôn phệ bản thân bài tiết vật, đủ để chứng minh thủ đoạn bất phàm. Bất kể là ai ra tay, đều không nên xem như địch nhân của ta, ta hẳn là giúp hắn một chút sức lực. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Tu La thế giới, một tiếng quát nhẹ, hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái mênh mông vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt bốn phía nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh. Những vật này, chỉ cần không cho hỗn độn nguyên thú thôn phệ, nó liền không cách nào khôi phục đầy đủ lực lượng, bọn họ liền còn có cơ hội có thể ứng phó hỗn độn nguyên thú. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, thần sắc ngưng lại nhìn xem một phương hướng khác. Chỉ một thoáng, một đạo áo bào trắng thân ảnh in vào tầm mắt của hắn bên trong, người kia tóc trắng lông mi trắng, trước đây không lâu còn nhìn thấy qua, hơn nữa còn kém chút động thủ với hắn. Đế Thái Ất, Tiêu Phàm nhận ra tóc trắng bạch mi nam tử thân phận, hắn không nghĩ tới Đế Thái Ất vậy mà cũng trốn ra hỗn độn nguyên văn vây giết. Hơn nữa, Đế Thái Ất cũng đang thu thập tứ phương nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, mấy tức về sau, Tiêu Phàm lại nhìn thấy một phương hướng khác có một cái toàn thân tản ra cuồn cuộn ma khí hắc bảo nhân, cũng đang thu thập nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh. Cửu Linh, Tiêu Phàm mặt âm trầm, sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm lên. Vô luận là Đế Thái Ất, hay là Cửu Linh, bọn họ đều là hủy đi cái kia phong ấn, thả ra hỗn độn nguyên thú kẻ cầm đầu a. Nhưng hiện tại, bọn họ vậy mà đều sống sót, mà lại còn đang thu thập nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ này nhường hắn chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ bọn họ là cố ý phá mở phong ấn kia? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Mặc dù hắn không quá tin tưởng sự thật này, nhưng trước mắt Đế Thái Ất cùng Cửu Linh cử động của bọn hắn để Tiêu Phàm lại không thể không tin tưởng. Nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn cho dù không có đạt được ngũ phương sát ma kỳ, cũng có thể yên ổn chạy ra hỗn độn nguyên văn đánh giết. Bọn họ mục đích chủ yếu, chính là thu thập nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh, cùng lấy được hỗn độn nguyên kim, về phần ngũ phương sát ma kỳ, chỉ là thuận tiện mà làm. Dù sao, bọn họ phía trước biểu lộ không có làm bộ. Thậm chí bọn họ căn bản cũng không biết ngũ phương sát ma kỳ tồn tại. Những người này sống vô số tuế nguyệt, cố ý phong cấm bản thân, kiếp này mới xuất thế, đoán chừng bọn họ đã sớm biết phi tiên thánh cảnh bên trong tất cả. Tiêu Phàm nghĩ thầm, trong lòng chậm rãi bình thường trở lại. Mặc kệ Đế Thái Ất mục đích của bọn hắn là cái gì, dù sao chính hắn là kiếm bổn không lỗ. Không chỉ có chiếm được hỗn độn nguyên kim, còn chiếm được một mặt kim ma kỳ. Bây giờ cái này bàng bạc nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh, hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Về phần Đế Thái Ất, Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát bọn họ ghi hận, Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy. Hỗn độn nguyên kim đã bị Tu La kiếm thôn phệ, hắn là giao không ra, hơn nữa, hắn lúc đầu cũng là không thể nào giao ra. Huống chi, hắn vốn là thiên đố chi nhân, thế gian đều là địch sớm đã là chuyện trong dự liệu. Nhiều mấy người bọn hắn địch nhân cũng không nhiều. Dạng này thôn phệ tốc độ quá chậm, Tiêu Phàm thở sâu, âm thầm lắc đầu nói. Dù cho hắn bây giờ đã là thánh đế cảnh, có thể thôn phệ nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh tốc độ, căn bản không thể so Đế Thái Ất bọn họ nhanh bao nhiêu, hiển nhiên, những người này đã sớm chuẩn bị. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên, hắn bây giờ đã là thánh đế cảnh. Cũng cần phải dùng thánh đế cảnh ánh mắt đến đối đãi tất cả những thứ này. Nguyên Tuyền,
mở, trong lòng một tiếng quát như sấm, Tiêu Phàm trong đan điền ba cái nguyên tuyển đồng thời mở ra, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm thôn phệ nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh tốc độ là phía trước mấy chục lần không ngừng. Xa xa Đế Thái Ất bọn họ nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ không biết Tiêu Phàm sử dụng cái gì thủ đoạn âm hiểm, lại có thể cắn nuốt nhanh như vậy. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm thần lực hải đã một lần nữa lột xác thành đan điền bộ dáng, hơn nữa ngưng tụ thành ba cái nguyên tuyền, thôn phệ nguyên khí tốc độ tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Đừng nói Đế Thái Ất bọn họ, chính là hỗn độn nguyên thú, cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ. Tiểu tử, ngươi chờ ta, nơi xa truyền đến gầm lên một tiếng, một bóng người nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Tới gần Tiêu Phàm, bọn họ muốn thôn phệ nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh cơ hồ là không thể nào, bọn họ chỉ có thể rời xa Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng, nhún nhún vai nói, điều này cũng tại ta sao? Ở Tiêu Phàm vô tội ánh mắt, bốn phía tu sĩ tất cả đều cách xa hắn, rời đi trước đó, tất cả đều tức giận nhìn chăm chú hắn. Oanh, thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tiêu Phàm không gian ý thức đột nhiên truyền đến một trận kinh đào phách ngạn thanh âm, cuồn cuộn linh hồn chi lực đổ xuống mà ra, hướng về thiên địa tứ phương tràn ngập đi. Thánh đế cảnh trung kỳ linh hồn chi lực, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hào hùng như vậy nguyên khí. Vậy mà để hắn linh hồn lực lượng lại đột phá một cảnh giới, đạt đến thánh đế cảnh trung kỳ. Linh hồn chi lực đạt đến cảnh giới này, hắn đột phá tu vi đến thánh đế cảnh trung kỳ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta mới vừa không phải là ảo giác, chỉ là không đợi Tiêu Phàm cao hứng, sắc mặt của hắn bỗng âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn thiên khung, trầm giọng nói cái thế giới này thực đang nhỏ đi. Linh hồn chi lực đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm linh hồn năng lực nhận biết cường đại không chỉ gấp mấy lần, nhất là vừa mới đột phá một sát na kia, thiên địa tất cả đều rõ ràng lạc ấn trong đầu. Trước đó hắn cảm giác được thiên địa đang nhỏ đi, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được phi tiên thánh cảnh biến hóa, cuối chân trời như có một tầng kết giới, đem giới này bọc thành một cái hình tròn. Mà cái này hình tròn kết giới, nhưng đang nhanh chóng thu nhỏ. Tiêu Phàm giờ mới hiểu được, khó trách nhiều như vậy nguyên thú tất cả đều hướng về một phương hướng lao nhanh, không chỉ có bởi vì cái hướng kia là hỗn độn nguyên thú vị trí. Chủ yếu nhất là, nơi đó chính là cái này phi tiên thánh cảnh giải đất trung tâm, cũng là kết giới thu nhỏ ngay trung tâm. Tiêu Phàm không biết bị này thiên địa kết giới quét chúng sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể xuyên qua kết giới kia. Một khi không xuyên qua được, vậy chờ đợi bọn hắn những người này, vô cùng có khả năng chính là tử vong. Dù sao, cái này phi tiên thánh cảnh thế nhưng là có được vô số nguyên thú, còn có vừa mới phá phong mà ra hỗn độn nguyên thú, một khi xảy ra chiến đấu, bằng vào bọn họ cái này hơn 100 người, ở đâu là bọn hắn đối thủ. Đế Thái Ất bọn họ thật đúng là làm một chuyện tốt ha. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lùng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ sát ý. Hắn không biết Đế Thái Ất mục đích chân chính của bọn họ là cái gì, nhưng đây là đem tất cả mọi người hướng trong hố lửa đẩy. Hiện tại, đoán chừng không cần chờ đến 2 năm kỳ hạn kết thúc, bọn họ đều phải bị chết ở nơi này phi tiên thánh cảnh. Nếu như chém giết hỗn độn nguyên thú, giới này có thể hay không đình chỉ thu nhỏ. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhỏ giọng thầm thì nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Kinh ngạc nói, Đế Thái Ất mục đích của bọn hắn, không phải là cái này a. Tê nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhịn không được hít sâu một hơi. Chém giết hỗn độn nguyên thú, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ ít, lấy hắn thực lực, là tuyệt đối giết không chết hỗn độn nguyên thú. Trước đó hỗn độn nguyên thú trên người tán phát khí tức liền để Tiêu Phàm có loại cảm giác bất đắc dĩ, điểm này tự mình hiểu lấy Tiêu Phàm vẫn phải có. Đồng dạng, hắn cũng không cho rằng. Hắn không làm được sự tình, Đế Thái Ất đám người có thể làm đến. Bất quá, một người làm không được, nếu là hơn 10 người, thậm chí tiến vào phi tiên thánh cảnh tất cả mọi người hợp lực, phải chăng có thể làm đến đây? Tiêu Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đế Thái Ất bọn họ vị trí, lại là phát hiện, những người này sớm đã không thấy bóng dáng, đoán chừng đã đi sâu vào phi tiên thánh cảnh. Thở sâu, Tiêu Phàm một bên hấp thu nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh.
một bên vận chuyển vô tận chiến điển đệ lục trọng. Nếu như nói, vừa mới đột phá thánh đế cảnh lúc ngưng tụ nguyên lực, chỉ là một oa nguyên tuyền, như vậy hiện tại, nguyên lực đã ngưng tụ thành một dòng suối nhỏ. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đột phá thánh đế cảnh trung kỳ. Ba cái nguyên tuyền đồng thời hấp thu luyện hóa nguyên khí tốc độ, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Oanh, đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng nổ vang, lại là một đạo quang trụ phóng lên tận trời, trên bầu trời ngưng tụ thành một cái mênh mông vòng xoáy, trong thiên địa nguyên khí cuồn cuộn đi. Có người đột phá thánh đế cảnh, Tiêu Phàm híp hai mắt. Truyền văn ở phi tiên thánh cảnh bên trong đột phá thánh đế cảnh, không cần kinh lịch thánh đế kiếp, Tiêu Phàm cũng không biết thật giả. Nhưng là dựa theo thường ngày kinh nghiệm phán đoán, hắn cũng cần phải đã sớm hạ xuống thánh đế kiếp, bây giờ không có xuất hiện, nghĩ đến có thể là sẽ không xuất hiện. Bất quá Tiêu Phàm vẫn không có buông lỏng, hắn nhưng là thiên đố chi nhân, từ nơi sâu xa sẽ có một chút đối với hắn chuyện bất lợi phát sinh. Bậc này cuồng bạo khí thế, hẳn là có người ngưng tụ ra nguyên tuyền đột phá thánh đế cảnh. Tiêu Phàm trầm giọng phân tích nói, quả nhiên, lịch cổ thiên tài danh bất hư truyền. Ầm ầm, ngay sau đó, thiên địa nổ vang liên tục, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, giống như từng đạo trụ trời nối liền thiên địa, khí thế hùng hồn, bá đạo. Tiêu Phàm cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới ở thời điểm then chốt này, vậy mà có nhiều người như vậy đột phá đến thánh đế cảnh. Nghĩ đến hắn chính mình lúc trước đột phá thánh đế cảnh, thế nhưng là tiêu hao không ít cực phẩm long tinh, sớm biết mình cũng có thể chờ tới bây giờ a. Có cái này vô cùng vô tận nguyên khí cung cấp, đừng nói ba cái nguyên tuyền, chính là ngưng luyện ra 9 cái nguyên tuyền, cũng có thể thành công đột phá thánh đế cảnh a. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm có loại cảm giác kỳ lạ, tất cả những thứ này đều có người cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Những người này không phải người khác, chính là đế thái ất bọn họ. Có lẽ, bọn họ thả ra hỗn độn nguyên thú, đã sớm tính đến một bước này. Bọn họ đến cùng mưu tính cái gì? Tiêu Phàm trong lòng càng ngưng trọng lên, liền hỗn độn nguyên thú cũng dám tính toán, những người này thật là không đơn giản. Nói xong, Tiêu Phàm nhìn chung quanh, nhìn thấy khắp nơi không người, ngay sau đó lấy tay vung lên, một vệt kim quang lấp lóe, kim cốt đế lập tức xuất hiện ở hư không. Ngay sau đó, 200 đạo thân ảnh hiện lên ở kim cốt đế cách đó không xa, đám người vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, bất quá rất nhanh liền trở nên vô cùng kích động. Tất cả mọi người nhanh chóng đột phá, Tiêu Phàm quát khẽ nói. Là, công tử, đám người chăm miệng một lời, khí quan mây xanh. Hào hùng như vậy nguyên khí, đừng nói đối với đại đế cảnh tu sĩ, cho dù là thánh đế cảnh tu sĩ, cũng không yếu với tu luyện thánh địa, bọn họ như thế nào lại chần chờ đây. Chỉ một thoáng, đám người nhao nhao hướng về tứ phương bay đi, cách mỗi khoảng cách mấy chục mét, liền ngồi một người. 200 người đồng thời tu luyện. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Tiêu Phàm lưu lại một bộ linh hồn phân thân, bản thể lại là hướng về một phương hướng khác bay đi, tìm tới một chỗ rộng rãi trốn không người, Tiêu Phàm lại đem thôn sơn tinh thú toàn bộ phóng ra. Nếu như đế thái ất bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm không chỉ bản thân tiến nhập nơi này, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy tiến đến, đoán chừng sẽ buồn bực thổ huyết. Mấu chốt nhất là, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, bọn họ đều không thể mở ra trong cơ thể của mình thế giới. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm bản thân cũng không biết, hắn chỉ là khó chịu bị người tính toán, cho nên thuận tiện nhặt một điểm tiện nghi. Nhìn thấy 200 đại đế cảnh tu sĩ cùng 200 đầu thôn sơn tinh thú điên cuồng thôn phệ nguyên khí, Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại. Nhất là thôn sơn tinh thú tốc độ cắn nuốt, hoàn toàn không kém gì thi triển một cái nguyên tuyển hắn, mà cái này 200 thôn sơn tinh thú thì tương đương với 200 cái nắm giữ một cái nguyên tuyển thánh đế cảnh đang hấp thu. Cho dù là nhiều hơn nữa nguyên khí, đoán chừng cũng không đủ bọn họ cắn nuốt. Thậm chí, Tiêu Phàm đều có thể cảm nhận được, cái này thiên địa trung tâm đều đang hướng về bọn họ vị trí di động. Sau một lúc, liền có tốt trên người mấy người cổ động cường đại khí tức, chuẩn bị đột phá thánh đế cảnh, ngoài ra còn có không ít người khoảng cách thánh đế cảnh chỉ có cách xa một bước. Cái này coi như là biểu thị tính toán chúng ta đại giới. Tiêu Phàm hài lòng cười nói. Nếu như đế thái ất bọn họ biết rõ nơi này phát sinh sự tình, đoán chừng sẽ buồn bực thổ huyết. Bọn họ đúng là đang tính tính tất cả tiến vào phi thiên thánh cảnh người,
nhưng bây giờ cái này đại giới lại rất lớn, thậm chí vô cùng có khả năng ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Mà hết thảy này, Tiêu Phàm tự nhiên là không quan tâm. Một chỗ sơn mạch chỗ sâu, chín tòa sơn phong giống như chín chuôi thần kiếm xuyên thẳng mây xanh, khí thế nguy nga hùng hồn, bá đạo hết sức. Chín tòa sơn phong phương quang mang thiểm thước, bắn ra vô số kiếm khí, hợp thành một cái kiếm khí khổng lồ quang cháo, bao phủ chín tòa sơn phong trung ương. Lờ mờ có thể nhìn thấy, ở chín tòa sơn phong trung ương, có một đầu cự thú đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, ngửa mặt lên trời gào thét. Ở quang cháo bên ngoài, còn có hai đạo bóng người khoanh chân ngồi ở không trung, trên người lưu chuyển lên thần mang, thấy không rõ khuôn mặt. Một người trong đó ăn mặc hắc sắc phân bào, cả người vòng quanh sương mù màu đen, nếu như không phải tận mắt thấy thân ảnh của hắn, có lẽ căn bản cảm giác không đến hắn tồn tại. Mà đổi thành một người, lại là người khoác kim sắc chiến giáp, quanh thân rực rỡ ngời ngời, toàn thân răng đầy bộ lông màu vàng óng, chỉ có bộ mặt lờ mờ có thể nhìn thấy kim sắc da thịt, hắn mọc ra một cái lôi công miệng. Hai người chính đang thao túng phía dưới trận pháp màn sáng. Đồng thời đang điên cuồng thôn vệ bốn phía nguyên khí, khí thế không ngừng kéo lên. Một bầy kiến hôi, cũng muốn ứng phó bản tôn, các ngươi đều đáng chết. Phía dưới cự thú gào thét, tản ra một cỗ tuyệt thế hung uy, cực kỳ kinh khủng. Nếu như là bình thường người, dù cho cảm nhận được trên người nó hung uy cùng sát khí, đoán chừng đều không chịu nổi. Nhưng trên không hai người kia lại lạnh nhạt tự nhiên, tựa như căn bản không thấy được sự tồn tại của nó một dạng. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhìn ra, này cự thú không phải cái khác, chính là hỗn độn nguyên thú. Cường đại như hỗn độn nguyên thú, giờ phút này vậy mà cũng bị vây ở trận pháp bên trong. Cho rằng cái này nho nhỏ trận pháp có thể trấn trụ bản tôn sao? Đợi bản tôn phá mở nó, định diệt các ngươi cửu tộc. Hỗn độn nguyên thú tức giận gào thét, không ngừng dùng sức đánh thẳng vào tứ phương trận pháp. Chân trời màn sáng một trận lay động. Ẩn ẩn có loại không chịu nổi hỗn độn nguyên thú công kích xu thế, đoán chừng không bao lâu, liền có thể triệt để phá mở. Nhưng trên không hai người lại làm như không thấy, vẫn như cũ toàn tâm thần đắm chìm trong một loại trạng thái huyền diệu. Ầm ầm, đột nhiên, hai tiếng nổ vang từ trên thân hai người truyền ra, cuồng bạo lực lượng chỉnh đung đưa mà ra, hình thành một đạo quang trụ bay thẳng cửu tiêu. Ở hai người đỉnh đầu, càng là phân biệt có hai cái vòng xoáy xoay quanh. Điên cuồng cắn nuốt bốn phía nguyên khí. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, hai cái này vòng xoáy, thế nhưng là đại biểu cho hai cái nguyên tuyển A. Tiêu Phàm mặc dù không tự xưng là thiên tài, nhưng hắn thiên phú quả thật không tệ, nhưng tại Bác Lão trợ giúp phía dưới chiếm được hỗn độn kiếm thai, cũng mới ngưng tụ ra hai cái nguyên tuyển. Sau bởi vì bạch sắc thạch đầu, hắn ngưng tụ cái thứ ba nguyên tuyển. Nhưng lúc này hai người này, chỉ bằng vào thực lực của mình liền ngưng tụ hai cái nguyên tuyền, có thể nghĩ hai người này thiên phú nghịch thiên. Phóng nhãn vạn tộc tu sĩ, đoán chừng cũng chưa có người có thể so sánh. Thật lâu, trên người hai người này khí tức sốt cuộc ổn định lại, hơn nữa không chỉ là đột phá đến thánh đế cảnh, mà là chân chính ổn định lại. Lúc này, hai người đồng thời mở hai mắt ra, cái kia hắc sắc phân bào nam tử lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh, thâm thúy giống như hắc uyên. Không nhìn thấy cuối cùng. Đôi mắt này 10 điểm đáng sợ, không có con mắt, chỉ có tròng mắt màu đen. Mà đổi thành một người, lại là một đôi con mắt màu vàng óng, chiếu lấp lánh, lờ mờ có lôi điện chìm nổi trong đó, ẩn chứa nổ tính lực lượng. Hai người nhìn chăm chú đối phương, trên người đều nhấc lên một cỗ mãnh liệt ở chiến ý, bất quá cuối cùng lại vẫn là nhìn xuống không có xuất thủ. Thần ma tử, người đột phá. Kim sắc chiến giáp nam tử trầm giọng nói, trong giọng nói có vẻ ngưng trọng. Thánh nhân hoàng, người không phải cũng đột phá. Hắc sắc phân bào nam tử thản nhiên nói, đáng tiếc, bộ mặt hắn lượn lờ sương mù màu đen, căn bản không nhìn thấy chân dung. Nếu là những người khác nghe được hai người xưng hô, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Hai người này, lại chính là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng đệ nhất và đệ tam thần ma tử cùng thánh nhân hoàng. Bây giờ, hai đại tuyệt đỉnh thiên tài, đã tất cả đều đột phá đến thánh đế cảnh, cùng giai bên trong, tuyệt đối chưa có địch thủ, cho dù là thánh đế cảnh cùng hậu kỳ, lấy hai người thiên tư, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Kim sắc chiến giáp nam tử thánh nhân hoàng chậm rãi thu liễm chiến ý,
nói, người ta ân oán chờ rời đi lại xử lý, hiện tại trước chạm cái này hỗn độn nguyên thú lại nói. Có thể, hắc sắc vân bào nam tử thần ma tử ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, tựa như trên đời này không có cái gì có thể làm cho trong lòng của hắn hù dọa gợn sóng. Bọn họ hẳn là cũng mau tới. Thánh nhân hoàng ngẩng đầu nhìn chăm chú chân trời, tựa như đang đợi cái gì. Thần ma tử ngược lại là không chút quan tâm, bình tĩnh như trước đứng ở cái kia, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, trên người càng là tản ra một cỗ hư vô phiêu miểu khí tức. Ầm ầm, lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến từng đợt dồn dập chạy thanh âm, đại địa cũng kịch liệt run run, một cỗ khí tức mạnh mẽ đang ở điên cuồng hướng về nơi đây tới gần. Thánh nhân hoàng hơi hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới hỗn độn nguyên thú. Liền bằng các người bầy kiến cỏ này, cũng muốn giết bản tôn. Hỗn độn nguyên thú cực kỳ khinh thường, mắt thấy đến bốn phía nguyên thú lao nhanh mà tới, trong giọng nói của hắn cũng càng ngày càng tự tin lên. Thánh nhân hoàng cùng thần ma tử cũng không có ngăn cản, mặc cho những cái kia nguyên thú tới gần, lấy bọn hắn thực lực, cũng không khả năng miểu sát nhiều như vậy nguyên thú. Cùng lãng phí thể lực, còn không bằng chờ lấy qua phía dưới ứng phó hỗn độn nguyên thú. Thình thịch, làm một đám nguyên thú tới gần sơn cốc thời khắc, đột nhiên nhao nhao nổ tung, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí tràn vào trận pháp màn sáng bên trong, bị hỗn độn nguyên thú thôn phệ. Hỗn độn nguyên thú khí thế trên người càng ngày càng cường đại lên, nó bị phong ấn vô số tuế nguyệt, tu vi sớm đã không bằng lúc trước. Bây giờ tức thì bị vây ở trận pháp bên trong, nếu như không khôi phục tu vi, 8-9 phần 10 sẽ chết ở đám này nhỏ bé run rế trong tay. Cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Đến mức hỗn độn nguyên thú hạ quyết tâm, ngay cả mình bài tiết vật nguyên khí đều không được không thôn phệ. Theo cuồn cuộn nguyên khí bị thôn phệ, hỗn độn nguyên thú khí thế trên người không ngừng kéo lên, trận pháp kết giới bắt đầu mãnh liệt lay động, tựa như tùy thời có thể nổ tung. Hỗn độn nguyên thú lạnh lùng hướng về thần ma tử cùng thánh nhân hoàng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nói, run rế, các ngươi lại còn không chạy. Sợ hẳn là ngươi, bằng không ngươi cũng sẽ không đến cơ bất trạch thực cấp độ. Thánh nhân hoàng khinh thường nhìn xem hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú nghe vậy, giận tím mặt, có thể nó lại không thể không thừa nhận, mình quả thật sợ hãi. Thỏa thích hưởng thụ ngươi bữa tối cuối cùng a, làm một cái quỷ chết no cũng tốt. Thần ma tử ngữ khí bình thản nói. Muốn chết, hỗn độn nguyên thú nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo giận vung mà ra. Hung hăng đâm vào trận pháp màn sáng phía trên. Trận pháp màn sáng mãnh liệt run rẩy đến mấy lần, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Thánh nhân hoàng mặt âm trầm, cứ tiếp như thế, cái này trận pháp kết giới nhưng khốn không ở hỗn độn nguyên thú. Đế thái ất bọn họ thế nào còn chưa tới? Thánh nhân hoàng trầm giọng nói, con người thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, lại không nhìn thấy đế thái ất bọn họ tung tích. Bằng vào hai người bọn họ, muốn giết chết hỗn độn nguyên thú, cơ hồ là không thể nào. Bọn họ chỗ dựa lớn nhất, chính là đám người đồng tâm hiệp lực, một đám đỉnh cấp thiên tài đột phá thánh đế cảnh, dù cho hỗn độn nguyên thú là thánh đế cảnh đỉnh phong, bọn họ cũng không sợ. Hô, lời còn chưa dứt, nơi xa liền có tốt mấy bóng người cực tốc hướng về nơi đây bay lượn mà tới, thần sắc hơi có vẻ sốt ruột. Nhìn thấy một màn này, thánh nhân hoàng không khỏi nhíu mày. Thần ma tử cũng ngẩng đầu nhìn tới. Thần ma tử, thánh nhân hoàng, các ngươi nơi này làm sao? Người tới ở thánh nhân hoàng bọn họ cách đó không xa ngừng thân hình, chính là vội vàng chạy tới đế thái ất, huyền phệ, cửu linh cùng thiên sát bốn người. Lại là các ngươi, không đợi thần ma tử cùng thánh nhân hoàng mở miệng, phía dưới hỗn độn nguyên thú bỗng lên tiếng kinh hô. Đế thái ất bốn người nhiều lần tiến vào hỗn độn nguyên văn hồ cướp đoạt hỗn độn nguyên kim. Hỗn độn nguyên thú tự nhiên nhận ra bọn họ. Trước đó hắn thế nhưng là 10 điểm chờ mong bốn người có thể cướp đi hỗn độn nguyên kim, phá mở cái kia phong ấn đại trận, có thể hiện tại xem ra, có vẻ như cũng không phải là chuyện như vậy. Các ngươi không phải là vì cướp đoạt hỗn độn nguyên kim, mà là cố ý phá mở luân hồi phong cấm đại trận. Hỗn độn nguyên thú đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn đế thái ất bốn người bọn họ nói. Ngươi cứ nói đi. Đế thái ất con người băng lãnh, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Hỗn độn nguyên thú sầm mặt lại, lạnh giọng nói, các ngươi là cố ý thả bản tôn đi ra. Không thả ngươi đi ra, ngươi sẽ để cho những cái này nguyên thú tự bạo sao? Đế thái ất khinh thường nói,
không có cái này cuồn cuộn nguyên khí, chúng ta cũng không có đầy đủ thời gian chiếm lấy bản nguyên chi tinh ngưng tụ nguyên tuyền, đột phá thánh đế cảnh. Các ngươi sẽ không sợ chết sao? Hỗn độn nguyên thú âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nhưng là thần thú bảng xếp hạng danh liệt đệ tứ thần thú A, cho dù phong ấn vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ có được thánh đế cảnh thực lực, giết một đám mới vào thánh đế cảnh run rế, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Có những cái này nguyên khí, một lần này hơn 100 người, 89 phần 10 có thể đột phá thánh đế cảnh rồi A hát, ngươi cho rằng ngươi vẫn là hơn 100 cái thánh đế cảnh đối thủ. Lúc này, một người tu sĩ khác huyền phệ cười lạnh nói. Đế thái ất trên mặt mấy người cũng lộ ra vẻ ngạo nhiên, hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết hỗn độn nguyên thú tồn tại, hơn nữa tỉ mỉ sắp đặt tất cả những thứ này. Các ngươi làm sao biết bản tôn bị phong ấn ở nơi này? Hỗn độn nguyên thú rốt cục không thấy phía trước bình tĩnh, những cái này nhân tộc tu sĩ, cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thượng cổ thời kỳ, người bị phong ấn ở chuyện nơi đây, cũng không phải bí mật lớn bao nhiêu. Chỉ là về sau bị người quên lãng mà thôi. Đế thái ất thản nhiên nói, hỗn độn nguyên thú con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn mấy người nói các ngươi cũng là người thời thượng cổ. Xem ra ngươi còn không đần, đế thái ất nhếch miệng cười một tiếng. Không có khả năng, hỗn độn nguyên thú đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, tựa như nhớ tới chuyện kinh khủng gì. Xem ra hắn đoán được, đế thái ất lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, cười ta nói, không sai. Năm đó chính là chúng ta tiên tổ phong ấn ngươi, cái này phi tiên phong cấm trận, chỉ cần 100 vạn năm liền có thể ma diệt lực lượng của ngươi. Về sau chủng tộc chi chiến, cũng là của chúng ta tiên tổ thúc đẩy, chỉ cần tề tụ 100 trở lên tuyệt thế thiên kiêu, mặc cho thực lực ngươi lại làm sao cường hoành, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm đó chúng ta tiên tổ giết không chết ngươi, hôm nay, liền từ chúng ta đến lấy tính mạng ngươi, nhưng ngươi sống lâu 100 vạn năm, ngươi đã đủ vốn. Hỗn trướng, bản tôn muốn các ngươi chết. Hỗn độn nguyên thú giận tím mặt, loại này bị người tính toán cảm giác, nhưng hắn vô cùng khó chịu. Hắn ra sức đánh thẳng vào trận pháp màn sáng, có thể lờ mờ còn kém một chút xíu. Không chi phí lực, coi như người phá mở trận pháp này, ngoại giới còn có phi tiên phong cấm trận, người trốn không thoát đâu. Đế thái ất vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xuống hỗn độn nguyên thú. Không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp làm thịt nó, chiếm lấy hắn hỗn độn nguyên giới là được rồi. Huyền phệ nhưng không có đế thái ất tốt như vậy kiên nhẫn, cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Đế thái ất thu liếm nụ cười, nói, đem câu thông 3.000 nguyên giới phương pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Nằm mơ, hỗn độn nguyên thú giận dữ hét, liền bằng các ngươi 6 cái, liền tự cho là có thể giết chết bản tôn sao. Có thể không chỉ chúng ta 6 người. Đế thái ất lạnh lùng cười một tiếng, chỉ là lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt hắn liền ngưng kết ở nơi này. Bởi vì nơi này trừ bọn họ 6 người bên ngoài, căn bản liền sao có tu sĩ khác đến. Một đám phế vật, đậm đà như vậy nguyên khí cùng bản nguyên chi tinh, đều không đủ để bọn hắn đột phá thánh đế cảnh sao. Đế thái ất nổi giận mắng. Không đúng, lúc này, một mực trầm mặc thần ma tử đột nhiên mở miệng, mặc dù thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được trên mặt hắn ngưng trọng. Là có chút không đúng, dựa theo thời gian để tính, những người khác cũng cần phải chạy đến. Thánh nhân hoàng cũng gật gật đầu. Huyền phệ, cửu linh đám người toàn bộ cũng cau mày lên, bọn họ cũng cảm giác sự tình đã xảy ra một ít biến cố, nhưng cụ thể là biến cố gì, bọn họ lại không biết. Ha ha, xem ra cũng chỉ có các ngươi 6 người. Hỗn độn nguyên thú thấy thế, lập tức trương cuồng tiếu lên. Nếu như chỉ có thần ma tử bọn họ 6 cái thánh đế cảnh tiền kỳ mà nói, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nơi này nguyên khí làm sao biến mỏng manh, cả người bốc lấy cuồn cuộn âm khí cửu linh đột nhiên thấp giọng hô lên tiếng, ngữ khí ngưng trọng tới cực điểm. Nơi này chính là phi tiên thánh cảnh trung tâm A, dựa theo lẽ thường mà nói, những cái kia tự bạo nguyên thú biến thành nguyên khí hẳn là đều hướng về nơi này phun trào mới đúng A. Nhưng lúc này, trừ bỏ vừa rồi tự bạo những cái kia nguyên thú biến thành nguyên khí bên ngoài, trong không khí nguyên khí trở nên hết sức mỏng manh. Không thấy nguyên khí lại như thế nào, nó cũng không khả năng khôi phục thực lực càng mạnh hơn, chúng ta 6 người giết hắn, cũng dư xài. Đế thái ất lơ đễnh nói.
Thánh nhân hoàng bọn họ mặt âm trầm, cũng không có đáp lời. Không thấy nguyên khí, hỗn độn nguyên thú thực lực dĩ nhiên không thể khôi phục mạnh hơn, nhưng bọn hắn cũng thiếu quá nhiều giúp đỡ a. Các ngươi nhìn, đột nhiên, Huyền Phệ chỉ nơi xa liền hoảng sợ nói. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo màn ánh sáng lớn đang nhanh chóng hướng về bọn họ vị trí tới gần, người khác không biết đây là vật gì, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng. Là phi tiên phong cấm trận kết giới, nó làm sao hướng về nơi này rút nhỏ. Chúng ta không phải đem phi tiên phong cấm trận trận nhãn sửa đến nơi này mới là trận pháp trung tâm nhất sao? Cửu Linh lên tiếng kinh hô. Bọn họ vị trí, thế nhưng là phi tiên phong cấm trận trận nhãn, cũng là nhất giải đất trung tâm. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, phi tiên phong cấm trận giống như lồng chim một dạng chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng sẽ ngưng tụ ở khu vực này chung quanh, lần nữa vây khốn hỗn độn nguyên thú. Nhưng hiện tại, phi tiên phong cấm trận màn ánh sáng vậy mà sắp đảo qua phiến khu vực này, cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận. Đi, Thánh Nhân Hoàng quyết định thật nhanh, muốn ở chỗ này vây giết hỗn độn nguyên thú, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bọn họ rất rõ ràng phi tiên phong cấm trận đáng sợ, một khi bị phi tiên phong cấm trận màn ánh sáng đảo qua, đừng nói thánh đế cảnh tiền kỳ, chính là thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần ma tử nhìn nơi xa một cái, do dự mấy hơi thở thời gian, cuối cùng cũng đi theo. Về phần đế thái ất bốn người, lại thế nào dám chần chờ đây? Đây là có chuyện gì? Phi tiên phong cấm trận làm sao đột nhiên sẽ phát sinh biến cố lớn như vậy? Thánh nhân hoàng lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú đế thái ất bốn người nói, các ngươi bốn người, đến cùng có hay không dựa theo kế hoạch tiến hành. Đế thái ất bốn người ngươi xem lấy ta nhìn vào ngươi, ai cũng không biết làm sao. Ta đã biết, nhất định là cái kia nhân tộc tiểu tử dở cho quỷ. Đột nhiên, Huyền Phệ tựa như nhớ ra cái gì đó, sát khí nặng nề nói. Nhân tộc tiểu tử, thánh nhân hoàng cùng thần ma tử 10 điểm không hiểu. Bất quá đế thái ất bọn họ lại là trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Chuyện gì xảy ra, thánh nhân hoàng trầm giọng hỏi. Bọn họ mưu đồ hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, cũng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bây giờ liền trận nhãn đều phát sinh biến hóa, sự tình đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Một khi giết không chết hỗn độn nguyên thú, kế hoạch của bọn hắn coi như rơi vào khoảng không. Chuyện là như thế này. Đế thái ất thở sâu, đem ngày đó nhìn thấy Tiêu Phàm sự tình giảng thuật một lần. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm cướp đi hỗn độn nguyên kim, càng về sau Tiêu Phàm cướp đi một mặt ngũ phương sát ma kỳ kim ma kỳ, lại đến về sau Tiêu Phàm thôn vệ nguyên khí tốc độ. Tất cả những thứ này sự tình, đều chứng minh Tiêu Phàm tựa như một cái biến số, một cái ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch biến số. Chúng ta trở về trước đó. Cảm nhận được bàng bạc nguyên khí hướng về cái kia nhân tộc tiểu tử phương hướng hội tụ. Đế thái ất lại bổ sung một câu. Các ngươi có phát hiện hay không, phi thiên phong cấm trận bây giờ trận nhãn, vừa lúc ở cái kia nhân tộc tiểu tử vị trí. Huyền Phệ đột nhiên kinh hô, chỉ một cái phương hướng nói. Đám người cẩn thận cảm ứng một hồi, toàn bộ đều trầm mặc, mặc dù bọn họ không tin sự thật này, thế nhưng là lại vô lực phản bác. Giống, lúc này. Một trận ngập trời tiếng giống giận dữ vang lên, lại là hỗn độn nguyên thú ra sức đánh thẳng vào cái kia trận pháp màn sáng, làm phi tiên phong cấm trận kết giới đụng phải màn sáng thời khắc, cái kia trận pháp màn sáng run rẩy càng thêm lợi hại lên. Mấy tức về sau, đột nhiên phịch một tiếng, cái kia trận pháp màn sáng trực tiếp bạo tán mà ra. Thánh nhân hoàng đám người thấy thế, tất cả đều trở nên hết sức ngưng trọng. Đáng chết, đế thái ất giận mắng một tiếng. Tốc độ dưới chân nhanh hơn. Một bầy kiến hôi, cho bản tôn chịu chết đi. Hỗn độn nguyên thú liều lĩnh cười lớn, không muốn sống một dạng hướng về đế thái ất bọn họ vị trí nộ sát mà đến. Hắn đường đường thần thú bảng xếp hạng đệ tứ thần thú, đã từng quát tháo thượng cổ tồn tại, bây giờ lại bị một đám vừa mới đột phá thánh đế cảnh tiểu tử vây công, cái này khiến hắn làm sao không giận. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết tất cả mọi người phát tiết lửa giận trong lòng. Đi, hướng trận pháp chính trung ương dựa vào, những người khác khẳng định cũng sẽ ở nơi đó tập hợp. Thánh nhân hoàng quyết định thật nhanh, hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Lúc này, một chỗ ẩn núp trong sơn cốc, một khối đá lớn bên trên nằm một cái nón cỏ thiếu niên, mũ rơm thiếu niên bắt chéo hai chân,
một cái tay gối lên đầu, một cái tay khác thích ý sờ bụng một cái. 3000 nguyên giới lại lớn, cũng lớn không qua ta cái bụng. Thiếu niên trong miệng ngậm một căn cỏ nhỏ, ngoạn vị cười nói. Chân trời, cái kia sắc thái rực rỡ bọt khí thế giới, đã toàn bộ biến mất, hiển nhiên tất cả đều bị hắn chứa vào trong bụng. Cô đọng 3000 nguyên giới làm nguồn suối, nhờ vào đó đột phá thánh đế cảnh, cho dù là lão đại, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta a. Mũ rơm thiếu niên mỉm cười. Nói xong, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, sau lưng ma ảnh bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phía nguyên khí, chuẩn bị trùng kích thánh đế cảnh tu vi. Mà lúc này, Tiêu Phàm vị trí, đột nhiên từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, có ít người đỉnh đầu càng là xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy khổng lồ. Nguyên Tuyền, Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra hơi hơi vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, 200 người này, vẫn còn có chừng 20 người ngưng luyện ra Nguyên Tuyền, đây hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Phải biết, dù cho tiến vào phi tiên thánh cảnh hơn 100 người kia, cũng chưa chắc có thể có 20 người ngưng tụ Nguyên Tuyền đột phá thánh đế cảnh a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, hắn nhưng là góp nhặt vô số bản nguyên chi tinh cung cấp cho bọn hắn tu luyện, hơn nữa khuấy động trong thiên địa nguyên khí cung cấp cho bọn hắn hấp thu, đám người có thể có hiện tại từ thành tựu cũng không lạ thường. Sau nửa ngày, đột phá thánh đế cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Nếu là 200 người này, đều có thể đột phá thánh đế cảnh, vậy mình cho dù đối mặt năm đại cổ cương, cũng chưa chắc sẽ e ngại a. Đáng tiếc, sớm biết ta có thể mở ra thể nội thế giới mà nói, hẳn là mang theo Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh bọn họ tiến vào. Tiêu Phàm âm thầm tiếc hận nói. Bất quá ngay sau đó vừa khổ chát chát cười nói, có thể làm cho bọn họ những người này đột phá thánh đế cảnh, đã coi như là thiên đại tạo hóa. Hơn nữa, những người này lần trước bị vạn tộc khí vận ra chỉ qua, có thể có bây giờ thành tựu cũng là vận khí, còn phải cảm tạ lúc trước Ngọc Kỳ Tử thiết lập ván cục tranh đoạt nhân tộc khí vận. Tiêu Phàm rất rõ ràng, những người này nếu như không có bị khí vận gia trì, là không thể nào trong thời gian ngắn đạt tới mức hiện nay. Hơn nữa, một lần này đột phá thánh đế cảnh về sau, trên người bọn họ còn sót lại khí vận đoán chừng cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, về sau muốn thu hoạch được to lớn như vậy chỗ tốt, sợ cũng là không thể nào. Lúc này, Tiêu Phàm lực chú ý từ 200 người này trên người rơi vào thôn sơn tinh thú trên người, này không nhìn còn tốt. Xem xét lần này, Tiêu Phàm giật mình kêu lên. Mấy ngày kế tiếp, hai cái này trăm con thôn sơn tinh thú hình thể, vậy mà từ mấy ngàn trượng lớn nhỏ, lớn lên đến hơn vạn trượng lớn nhỏ, thôn sơn tinh thú tộc trưởng tinh võ cùng số ít mấy cái, càng là đạt đến mấy vạn trượng to lớn. Chỉ là liếc mắt một cái, cũng làm người ta cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, có chút không thở nổi. Công tử, ta đột phá. Tinh võ âm thanh kích động giống như tiếng sấm một dạng quanh quẩn tại hư không. Tiếp tục ổn định tu vi, Tiêu Phàm bình tĩnh gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, âm thầm trầm ngâm nói, chiếu tốc độ như vậy, này phiến thiên địa không cần nửa tháng, liền sẽ triệt để thu nhỏ đến vài dặm phương viên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, tầm 10 cỗ linh hồn phân thân bắn ra, lập tức hướng về thiên địa bốn phía kích xạ đi. Một khi thiên địa thu nhỏ, những người khác khẳng định đều sẽ hướng tới nơi này gần, hắn cũng không muốn để cho người ta phát hiện thôn sơn tinh thú. Như thế, lại qua 3 ngày thời gian, Kim Cốt Đế cũng thành công đột phá đến thánh đế cảnh tu vi, hơn nữa ngưng tụ một cái đao khí nguyên tuyền. Từ Bách Sát Các lấy được 100 tu sĩ, cùng Tu La Điện cái kia 100 tu sĩ, cũng cơ hồ tất cả đều bước vào thánh đế cảnh. Nếu như nói ai là lần này phi tiên thánh cảnh to lớn nhất người được lợi, tuyệt đối là Tiêu Phàm không thể nghi ngờ. Kim Cốt, Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ nói. Thuộc hạ ở, Kim Cốt Đế quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm. Từ giờ trở đi, 200 người này do ngươi quản lý, mệnh ngươi làm vô tận thần vệ thống lĩnh, trực tiếp đối ta phụ trách. Tiêu Phàm tiếng truyền tứ phương nói. Công tử, Kim Cốt Đế kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Đây chính là 200 thánh đế cảnh a. Dù cho đặt ở thái cổ thần giới, cũng coi là một cỗ cường đại thế lực, Tiêu Phàm lại đem bọn họ toàn bộ đều giao cho mình. 200 người cũng hơi hơi kinh ngạc, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Kim Cốt Đế. Chỉ là bọn hắn cũng biết, Kim Cốt Đế chính là tuyệt thế thiên kiêu, cùng bọn hắn không phải một cái cấp độ, hắn quả thật có dạng này tư cách,
Làm sao, ngươi không đảm nhiệm nổi? Tiêu Phàm giọng bình thản nhìn xem Kim Cốt Đế. Kim Cốt Đế khẽ run lên, vội vàng nói, thuộc hạ nhất định không phụ công tử kỳ vọng cao, để Vô Tận Thần Vệ danh tiếng, vang vọng thái cổ thần giới. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, Kim Cốt Đế thực lực hắn vẫn tin tưởng, về phần làm người, Tiêu Phàm cũng trải qua cẩn thận suy tính. Bất quá, sở dĩ thành lập Vô Tận Thần Vệ, hơn nữa để Kim Cốt Đế đảm nhiệm Vô Tận Thần Vệ thống lĩnh, là bởi vì hắn trong lòng cỗ kia bất an càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù bản thân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng hy vọng cho Vô Tận Thần Phủ lưu lại một vài thứ. Thở sâu, Tiêu Phàm lần nữa nhìn chăm chú 200 cái tu sĩ nói, các ngươi phục sao? Thuộc hạ bái kiến phủ chủ, bái kiến thống lĩnh. 200 người đồng loạt quỳ sát xuống dưới, nào dám có bất kỳ không phục. Những năm này, bọn họ đi theo Tiêu Phàm, mặc dù ít đi rất nhiều tự do, có thể tu vi lại là thực sự tăng cường, phải biết. Bọn họ đi theo Tiêu Phàm thời điểm, còn vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh tu vi. Mà bây giờ, mọi người đã đột phá đến thánh đế cảnh, dù cho đặt ở thái cổ thần giới, cũng coi là một phương cường giả. Đều đứng lên đi, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, sau đó lấy tay vung lên, 200 người trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, một khỏa quang cầu xuất hiện ở trong tay của hắn, có thể thấy rõ ràng, quang cầu bên trong. Ẩn ẩn có lấy 200 đạo hơi nhỏ thân ảnh. Kim Cốt Đế kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn cũng bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Phải biết, ở phi tiên thánh cảnh bên trong, đừng nói mở ra thể nội thế giới, chính là càn khôn giới, hắn cũng căn bản mở không ra a. Hiện tại, Vô Tận Thần Vệ do ngươi trưởng quản, ngươi mang theo bọn họ, tạm thời rời xa nơi đây. Tiêu Phàm đem quang cầu đưa cho Kim Cốt Đế, nói một cách vô cùng chính trọng. Kim Cốt Đế cung kính quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, hai tay trịnh trọng nhận lấy, run nhẹ nhẹ nói, công tử. Đi thôi, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nếu như thí thần xuất hiện, hắn hơn phân nửa là muốn để thí thần trưởng quản Vô Tận Thần Vệ. Có thể cho đến bây giờ, hoàn toàn không có thí thần nửa điểm tung tích, Tiêu Phàm trong lòng cỗ kia bất an lại càng ngày càng mãnh liệt, hắn không thể không trước hết để cho Kim Cốt Đế mang theo những người này rời đi. Đương nhiên. Bọn họ cũng chưa chắc có thể rời đi phi tiên thánh cảnh, nhưng dù sao cũng so đợi ở hắn Tiêu Phàm bên người muốn rất an toàn nhiều. Công tử bảo trọng, Kim Cốt Đế trịnh trọng cúi đầu, bưng lấy trong tay quang cầu rời đi, chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm làm như thế, khẳng định có hắn đạo lý, Kim Cốt Đế tự nhiên không dám cự tuyệt, chỉ có tin tưởng Tiêu Phàm. Công tử, lúc này, Tinh Võ thanh âm hùng hậu vang lên. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, ngươi cảm thấy không có ta, các ngươi thôn sơn tinh thú nhất tộc có thể yên ổn rời đi sao? Tinh Võ cúi xuống hắn cái kia to lớn đầu lâu, bọn họ hình thể khổng lồ như vậy, hơn nữa không có biến hóa chi thuật, muốn rời khỏi phi tiên thánh cảnh, còn phải ỷ vào Tiêu Phàm. Các ngươi có bao nhiêu người đột phá thánh đế cảnh? Tiêu Phàm lại hỏi. 36 người, Tinh Võ hít sâu một cái nói. Nếu là trước kia... Thôn sơn tinh thú nhất tộc sinh ra 36 cái thánh đế cảnh, tuyệt đối là cả tộc cùng chúc mừng sự tình. Nhưng hiện tại, hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn từ Tiêu Phàm trên mặt, cảm nhận được một loại bất an mãnh liệt. Các ngươi tùy thời chuẩn bị chiến đấu a. Tiêu Phàm híp hai mắt ngắm nhìn phương xa. 36 người đột phá thánh đế cảnh, điều này hiển nhiên không đạt tới dự liệu của hắn, bất quá thôn sơn tinh thú nhất tộc thế nhưng là tinh thần cổ thú tộc. Muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, tự nhiên so nhân tộc tu sĩ muốn khó khăn rất nhiều. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đem thôn sơn tinh thú nhất tộc đưa vào thể nội thế giới. Vừa mới làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại là nhìn thấy nguyên một đám hắc điểm cực tốc hướng tới nơi này gần. Trong đó có mấy cỗ khí thức mạnh mẽ, nhưng hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Chính là hắn, chỉ một lát sau. Mấy cái hắc điểm liền ra bây giờ cách Tiêu Phàm vài dặm có hơn, trong đó một cái tóc trắng lông mi trắng tu sĩ tức giận chỉ Tiêu Phàm nói. Đế Thái Ất, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn đối diện mấy người, chẳng lẽ mình nội tâm bất an, là đến từ bọn họ. Tiểu tử, ngươi ở nơi này làm cái gì? Gọi Huyền Phệ nam tử mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn rất khó chịu cái kia Huyền Phệ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Trầm giọng nói, ta ở trong này làm cái gì, có liên quan gì tới ngươi?
Tất cả mọi người là đồng dạng có tư cách tiến vào phi tiên thánh cảnh, làm sao chỉ cho các ngươi thả ra hỗn độn nguyên thú, liền không cho phép ta ở trong này đột phá thánh đế cảnh sao? Ngươi muốn chết, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Huyền Vệ giận tím mặt. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, gia hỏa này cũng quá bá đạo, đáng tiếc hắn sĩ diện bày sai địa phương. Lũ sâu kiến, không chạy sao? Liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, hậu phương đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng thanh âm, lại là hỗn độn nguyên thú chạy tới. Đám người thần sắc khẽ biến, tất cả đều phòng bị nhìn xem hỗn độn nguyên thú. Theo bọn hắn nghĩ, so với hỗn độn nguyên thú mà nói, Tiêu Phàm cái này nhân tộc tu sĩ liền không coi vào đâu. Các ngươi ngược lại là chạy a? Hỗn độn nguyên thú cười lạnh không thôi, còn phải cảm giác cảm ơn các ngươi phi tiên phong cấm trận, bằng không mà nói, bản tôn thật vẫn không cách nào đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Phi tiên phong cấm trận, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chẳng lẽ nơi này căn bản không phải một cái thế giới, mà là một cái trận pháp bên trong. Nghe hỗn độn nguyên thú khẩu khí, trận pháp này hình như là đế thái ất bọn họ bố trí. Hơn nữa hiện tại trận pháp này đã thoát ly bọn họ khống chế. Chơi đùa hỏng rồi, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới ba chữ này, lại liên tưởng đến trước đó bọn họ cố ý thả ra hỗn độn nguyên thú sự tình, Tiêu Phàm càng ngày càng khẳng định suy đoán này. Trên mặt của hắn không khỏi hiện ra từng tia sát khí, lạnh lùng nhìn xem đế thái ất bọn họ, nhịn không được giễu cợt nói, mang đá lên đập chân của mình. Tiểu tử, chờ giải quyết nó, lại theo ngươi chậm rãi tính sổ sách. Đế thái ất lạnh lùng chừng Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm thần sắc như thường, nhìn về phía hỗn độn nguyên thú nói, các hạ, mặc dù ta không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là, tính toán ngươi là bọn hắn, không liên quan gì đến ta, các ngươi chậm rãi chơi. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi, hắn thấy, đế thái ất bọn họ muốn giết hỗn độn nguyên thú, hắn hay là không muốn lội vũng nước đục này tốt. Hỗn độn nguyên thú khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng không để lại Tiêu Phàm ý tứ, trong mắt hắn, Tiêu Phàm tựa như đã định trước là một người chết. Ngươi không thể đi, nhưng mà, Tiêu Phàm vừa mới quay người, một bóng người khác liền ngăn cản đường đi của hắn, lại là Huyền Phệ mặt âm trầm nói, muốn đi, đem hỗn độn nguyên kim cùng kim ma kỳ giao ra lại đi. Ta nếu không giao đây, Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Huyền Phệ nói. Bản đế không phải cùng ngươi lại thương lượng, mà là mệnh lệnh. Huyền Phệ ngữ khí dị thường bá đạo, đạt tới hắn dạng này cảnh giới, đã không mấy người có thể làm cho trong mắt hắn. Đáng tiếc, hắn gặp lại là Tiêu Phàm thế nhưng là không sợ trời không sợ đất ra hỏa, há lại sẽ bị người uy hiếp. Sái hoành đúng không, Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Huyền Phệ nói, nếu như ta là ngươi, tốt nhất bản thân cút ngay, bằng không thiếu cánh tay cụt chân cũng đừng trách ta. Dừng một chút. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, ta cũng không phải lại thương lượng với ngươi, mà là lời khuyên. Tiêu Phàm thong dong bình tĩnh, để Thánh Nhân Hoàng cùng Đế Thái Ất cũng hơi kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, vẫn còn có người dám cùng Huyền Phệ nói như vậy. Phải biết, Huyền Phệ thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng đệ ngũ tồn tại a, cùng giai bên trong, lại có mấy người là đối thủ của hắn. Dù cho Thánh Nhân Hoàng, Đế Thái Ất bọn họ, đối Huyền Phệ cũng phải khách khí ba phần. Bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không cùng Huyền Phệ mưu đồ. Liền nhanh như vậy chó cắn chó. Nơi xa, hỗn độn nguyên thú nhìn thấy một màn này, lập tức thoải mái cười ha hả. Nhìn thấy trong mấy người đấu, hắn cũng vui vẻ xem náo nhiệt, dù sao có phi tiên thánh cảnh kết giới ở, Tiêu Phàm bọn họ căn bản liền trốn không thoát. Nếu là không cần hắn động thủ, những người này liền tự giết lẫn nhau, vậy liền không còn gì tốt hơn. Huyền Phệ sắc mặt khó coi hết sức, tu luyện tới bây giờ, còn chưa bao giờ có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, cái này khiến hắn 10 điểm thật mất mặt. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản đế. Huyền Phệ con ngươi vô cùng băng lãnh, một trường hướng về Tiêu Phàm giận đập đi. Thánh Nhân Hoàng cùng Đế Thái Ất bọn họ cũng không có ngăn cản, đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn một màn này. G. Tứ phương sát ma kỳ ngưng tụ mà thành phong ấn kết giới. Căn bản không áp chế nổi hỗn độn nguyên thú, ở hỗn độn nguyên thú điên cuồng trùng kích vào, màn sáng tùy thời đều có thể nổ tung. Tiểu tử, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên thôi động kim ma kỳ, bằng không, chúng ta đều phải chết. Huyền Phệ căm tức nhìn Tiêu Phàm, cơ hồ dùng hết toàn lực giống lên.
hắn bộ dáng không giống như là đang làm giả, hỗn độn nguyên thú đáng sợ, cho dù bọn họ là lịch cổ tuyệt thế thiên kiêu, cũng không làm gì được. Đây hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ chiến đấu, hỗn độn nguyên thú đối phó bọn hắn, cơ bản chỉ có nghiền ép phần. Đế Thái Ất, Cửu Linh cùng Thiên Sát bốn người, cũng mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Hỗn độn nguyên thú đối phó chính là các ngươi, cũng không phải ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lờ đễnh nói, hơn nữa, nếu như các ngươi nói tới Kim Ma Kỳ là lần trước tảng đá kia mà nói, nó không ở trên tay của ta. Vậy nó ở đâu? Đế Thái Ất trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm không chỉ là biến số, vẫn là một cái siêu cấp đại biến số, bọn họ ứng phó hỗn độn nguyên thú kế hoạch, bởi vì Tiêu Phàm mà đã xảy ra biến hóa quá lớn. Ta cũng không biết, chạy ra cái kia hỗn độn nguyên văn truy sát về sau, ta liền ném. Tiêu Phàm nói ra, hắn tự nhiên không nói cho bọn hắn biết, Kim Ma Kỳ hắn đã giao cho Kim Cốt Đế, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới muốn trở về. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Đế Thái Ất bọn họ vậy mà sớm liền nghĩ đến dùng ngũ phương sát ma kỳ ứng phó hỗn độn nguyên thú, nhưng khi đó nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, không hề giống là biết rõ ngũ phương sát ma kỳ a. Oanh, không đợi Đế Thái Ất bọn họ nổi giận, tứ phương sát ma kỳ ngưng tụ màn sáng trong nháy mắt bạo tán mà ra, Đế Thái Ất năm người nhao nhao bị chấn động bay ra ngoài, trượt ra mấy trăm trượng xa mới đứng vững thân hình. Một bầy kiến hôi. Chỉ bằng cái này phá lá cờ cũng muốn chấn áp bản tôn, thực sự là người si nói mộng. Hỗn độn nguyên thú hét giận dữ nói, hiện tại, các ngươi có thể đi chết. Giống, theo hỗn độn nguyên thú gầm lên giận dữ, thiên địa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ông ông, trong chớp nhoáng này, đám người chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê. Rất nhiều người không hẹn mà cùng quay người nhìn tới, lại là nhìn thấy vô số bóng đen từ cuối chân trời bay lượn mà tới. Khổ người không lớn, nhưng số lượng lại là kinh người nhiều. Đó là con muỗi. Có người nhìn không được hít một hơi lạnh. Những cái kia con muỗi, cho bọn hắn một loại bất an mãnh liệt, thậm chí sợ hãi. Không chỉ là số lượng, còn có trên người bọn họ tán phát khí tức, đều bị người có một loại cảm giác vô lực. Là hỗn độn nguyên văn, chạy mau. Có người nhận ra những cái kia con muỗi lai lịch, lập tức kinh hoàng kêu to lên. Hỗn độn nguyên văn, đây chính là liền nguyên thú đều có thể tư nghị cắn nuốt quái vật a. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Bọn chúng không phải ở tại hỗn độn nguyên văn hồ bên trong sao, làm sao đến nơi này? Có tu sĩ hoảng sợ run rẩy, đối hỗn độn nguyên văn có loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Ngay sau đó, bốn phía tu sĩ không ngừng hướng về trung ương dựa vào, lấy bọn hắn thực lực muốn đột phá hỗn độn nguyên văn bao vây. Hiển nhiên là không thể nào. Tiêu Phàm mặt âm trầm nhìn phía xa rậm rạp chẳng chịt hỗn độn nguyên văn, hắn cũng không nghĩ đến, hỗn độn nguyên thú lại có thể điều khiển hỗn độn nguyên văn. Hơn nữa, số lượng này cũng có vẻ như quá kinh khủng, cho dù là hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ. Tiểu tử, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi làm mất rồi Kim Ma Kỳ, hỗn độn nguyên thú bị trấn áp, liền không cách nào thao túng dễ dàng những cái này hỗn độn nguyên văn. Huyền Phệ ác độc ánh mắt hướng về Tiêu Phàm. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, lập tức tất cả đều hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là thần sắc như thường, khinh thường nói, bản thân đi chọc tổ ong vò vẽ, bị ong vò vẽ chập, sau đó quái người khác không giúp cho ngươi một tay diệt đi ong vò vẽ. Huyền Vũ tộc cũng là như vậy giảng đạo lý. Huyền Phệ lập tức á khẩu không trả lời được, chỉ có thể căm tức nhìn Tiêu Phàm. Kim Ma Kỳ là ngươi mất, cái này không sai a. Đế Thái Ất khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm. Kim Ma Kỳ là của ngươi sao? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Không phải, Đế Thái Ất không biết Tiêu Phàm là ý gì. Tất nhiên không phải ngươi, cũng không phải bọn họ, kia chính là ta mất đồ vật của mình, còn phải qua các ngươi đồng ý sao? Tiêu Phàm như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Đế Thái Ất. Đế Thái Ất khi nào bị người dùng loại này ánh mắt đối đãi qua, thiếu chút nữa thì không nổi giận mà lên. Ta không biết rõ các ngươi là cái mục đích gì, có lẽ chỉ là muốn giết hỗn độn nguyên thú. Không đợi Đế Thái Ất bọn họ tiếp tục mở miệng, Tiêu Phàm tiếp tục nói, có lẽ, các ngươi muốn giết chết hỗn độn nguyên thú từ trên người nó lấy được vật gì khác, những cái này, ta đều không có hứng thú gì. Nói đến đây, Tiêu Phàm dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nói, bất quá, các ngươi vì mình mục đích,
lợi dụng bọn họ những người này ta cũng không quan tâm, có thể các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đem ta cũng tính đi vào. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, tất cả đều lộ ra kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Đế Thái Ất bọn họ, muốn xác nhận Tiêu Phàm trong miệng thuyết pháp. Đế Thái Ất đám người sắc mặt tái nhợt hết sức, ở đây đều không phải người ngu, như thế nào một hai câu giấu giếm được đi. Vậy thì như thế nào, hiện tại ngươi cho rằng hỗn độn nguyên thú sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Huyền Phệ khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Hiện nay, hỗn độn nguyên thú thoát khốn, coi như ngươi không giết hỗn độn nguyên thú cũng sẽ giết các ngươi, ngươi như thế nào một hai câu liền có thể rũ sạch suốt quan hệ? Có đúng không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó nhìn về phía hỗn độn nguyên thú nói, các hạ là ý tứ này sao? Quan có đầu nợ có chủ, bản tôn không giết không quan hệ người. Hỗn độn nguyên thú suy nghĩ một chút nói. Hắn thế nhưng là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, làm sao không biết những người này tiềm lực, nơi này chính là có được gần 100 cái thánh đế cảnh tuyệt thế thiên kiêu a. Cho dù là hắn thánh đế cảnh hậu kỳ thực lực, hơn nữa vô số hỗn độn nguyên văn, cũng không khả năng một hơi ăn. Nếu như chỉ có Đế Thái Ất mấy người bọn họ, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù hắn cũng muốn giết Tiêu Phàm bọn họ, để nơi này người một tên cũng không để lại, nhưng là không phải hiện tại, chí ít cũng phải chờ Đế Thái Ất bọn họ chết về sau. Tiểu tử, ngươi sẽ không tin tưởng hắn a? Đế Thái Ất nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Ta không tin tưởng, Tiêu Phàm như thực nói ra, hắn đoán chừng đang nghĩ, chờ giết các ngươi, sau đó lại tới đối phó chúng ta những người này, vậy thì đơn giản nhiều. Hỗn độn nguyên thú đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang, còn có một loại khó chịu, ý nghĩ của mình lại bị tiểu tử này đoán được. Vậy ngươi vì sao còn làm vậy? Đế Thái Ất sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chí ít nó còn không có thực hiện, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, đám người như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi nha còn chờ hỗn độn nguyên thú tới giết ngươi phản kháng nữa, cái kia lúc sau đã muộn tốt ha. Cho dù là hỗn độn nguyên thú, đều hơi sững sờ. Ta là có nguyên tắc người, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Tiêu Phàm nhìn chăm chú hỗn độn nguyên thú khẽ mỉm cười nói. Nụ cười này, để hỗn độn nguyên thú trong lòng một cái lộp bộp. Tiểu tử này, là đang cố ý cảnh cáo bản thân sao? Hay là nói, hắn có thủ đoạn gì ứng phó bản thân? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn đám người, cũng không có ý xuất thủ. Đế Thái Ất bọn họ vô cùng phẫn nộ, có thể lại không dám bức bách Tiêu Phàm xuất thủ hay không, là hắn tự do của mình. Nếu như ép hắn, nếu là đứng ở hỗn độn nguyên thú phía kia, cái kia áp lực của bọn hắn có thể càng lớn hơn. Các ngươi đây, cũng chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Huyền Phệ lại là lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ khác nói. Những cái kia tu sĩ ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cùng hỗn độn nguyên thú là địch, bọn họ không dám, nhưng nếu là hiện tại không đồng tâm hiệp lực, qua cùng hỗn độn nguyên thú diệt đi Đế Thái Ất bọn họ về sau, lại đến đối phó bọn họ coi như hối hận không kịp. Chẳng lẽ liền hỗn độn nguyên thú 3000 nguyên giới, các ngươi cũng không muốn sao? Đế Thái Ất lại là bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Huyền Phệ đám người nhìn không được chừng Đế Thái Ất một cái, có thể Đế Thái Ất tựa như cũng không nhìn thấy, tiếp tục nói, nghĩ đến, các ngươi cũng không biết 3000 nguyên giới là cái gì sao. Ong ong không chờ hắn nói xong, bốn phía vô số hỗn độn nguyên văn, bỗng nhiên hướng về Đế Thái Ất bọn họ đánh giết đi, cuồng bạo khí tức quét sạch hư không. Đế Thái Ất cùng Huyền Phệ bốn người vội vàng cầm trong tay ngũ phương sát ma kỳ, ngưng tụ thành một đạo kết giới, đem mình bảo hộ ở trung ương. Nhưng những người khác lại chẳng tốt đẹp gì, không chỉ Đế Thái Ất, Thánh Nhân Hoàng bọn họ 6 người, ngay cả mặt khác phổ thông tu sĩ, cũng tất cả đều bị công kích. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại là không ít tu sĩ ngăn cản không nổi hỗn độn nguyên văn công kích, trong nháy mắt bị gặm chỉ còn lại có một bộ khung xương. Những người khác thấy thế, tất cả đều sợ hãi tới cực điểm. Đây chính là hỗn độn nguyên văn chỗ đáng sợ sao? Vẻn vẹn trong nháy mắt thì có mấy người bị giết chết, huyết nhục tức thì bị nuốt không còn một mảnh. Tiêu Phàm nhíu mày, quanh thân cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm đốt cháy, hình thành một đạo đặc thù kết giới,
ngăn cản lấy hỗn độn nguyên văn tới gần. Bây giờ vô tận chi hỏa phẩm giai đã đến gần vô hạn thánh giai, con muỗi vốn là sợ hỏa, hỗn độn nguyên văn cũng không ngoại lệ, tự nhiên không dám tùy tiện công kích Tiêu Phàm. Những người khác thấy thế, phàm là có được hỏa diễm tu sĩ, tất cả đều triệu hồi ra hỏa diễm đối kháng hỗn độn nguyên văn. Có một ít tu sĩ bản thể chính là hỏa tộc, cũng không sợ hỗn độn nguyên văn, thậm chí còn có thể bảo hộ những người khác không nhận hỗn độn nguyên văn công kích. Hỗn độn nguyên thú đã bắt đầu công kích các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Đế Thái Ất hét lớn, đừng có lại ôm lòng chờ may mắn bên trong, hắn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không ít tu sĩ nghe vậy, lập tức con ngươi đỏ bừng hướng về hỗn độn nguyên thú, toàn thân chán phóng mạnh mẽ sát khí. Bọn họ nhưng không có Tiêu Phàm bình tĩnh như vậy, hỗn độn nguyên thú hiện tại cũng không buông tha bọn họ, một khi Đế Thái Ất bọn họ tử vong, chờ đợi bọn họ tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Giết nó, giết, không ít tu sĩ gầm thét không thôi, ở tử vong trước mặt, bọn họ không thể không lấy dũng khí phản kháng. Có một người đứng ra, sau đó liền sẽ có người thứ hai, người thứ ba, chỉ một lát sau, cơ hồ phần lớn người cũng đứng ở Đế Thái Ất bọn họ một phương. Chỉ có số ít 20 người vừa tới vẫn như cũ không có mở miệng, những người này, Tiêu Phàm thấy được Hiên Viên Trảm Tiên, Huyết Hoàng Nữ, Long Võ Giáp, còn có Long Nữ. Khi thấy Long Nữ thời khắc, Long Nữ cũng ngẩng đầu trông lại, bốn mắt tương đối, thật lâu không nói. Cẩn thận một chút, thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới cho Long Nữ truyền âm nói, mặc kệ Long Nữ nhận không biết mình, Tiêu Phàm cũng không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Long Nữ hờ hững. Trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, xem như cái gì đều không nghe đến. Các ngươi còn không qua đây, cùng nhau ứng phó hỗn độn nguyên thú, chẳng lẽ còn chờ chết sao? Huyền Phệ nhìn thấy Long Nữ bọn họ không hề bị lay động, lập tức tức giận không thôi. Đám người hơi hơi trầm mặc, có mấy người chịu không được áp lực, vẫn là đi tới. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tiêu Phàm 10 người vẫn không có đi qua, cũng không nghĩ biến thành Đế Thái Ất con cờ của bọn hắn. Tiêu Phàm trong đám người tìm kiếm lấy thí thần cùng Tà Vũ thân ảnh, nhưng mà, nhường hắn cau mày là, vẫn không có nhìn thấy hai người. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng sinh ra một loại bất an mãnh liệt. Thí thần, ngươi nhất định không có chuyện gì. Tiêu Phàm trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Từ giờ trở đi, các ngươi sinh tử, không liên quan gì đến chúng ta. Đế Thái Ất lạnh lùng quét Tiêu Phàm bọn họ một cái. Ngay sau đó trên thân mọi người nhao nhao chán phóng khí tức kinh khủng, cùng nhau thẳng hướng hỗn độn nguyên thú. Gần 100 cái thánh đế cảnh đồng thời xuất thủ, bậc này đáng sợ uy thế, dù cho hỗn độn nguyên thú, cũng chưa chắc ngăn cản được. Giết không tha, hỗn độn nguyên thú cũng động tức giận, thao túng vô số hỗn độn nguyên văn phóng tới gần 100 thánh đế cảnh cường giả. Cho dù là bọn họ cũng có hỏa diễm hộ thể, có thể thời khắc này hỗn độn nguyên văn đã triệt để điên cuồng. Căn bản không sợ hỏa diễm. Mà một khi những cái này hỗn độn nguyên văn xông phá hỏa diễm phòng ngự, chờ đợi các vị tu sĩ, liền chỉ có tử vong. Đây cơ hồ là đồng quy vu tận đấu pháp, hỗn độn nguyên văn không quyết tử vong, có thể cái kia gần 100 thánh đế cảnh tuyệt thế thiên tài, cũng một cái tiếp lấy một cái ngã xuống. Tiêu Phàm bọn họ mắt lạnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, trong lòng cũng một trận hãi hùng khiếp vía, còn tốt bọn họ không có tham dự trong đó chiến đấu. Bằng không mà nói, chờ đợi bọn họ, đoán chừng cũng tử vong kết cục. Hỗn độn nguyên thú cũng muốn phát cuồng, bất quá lại bị thần ma tử, thánh nhân hoàng cùng Đế Thái Ất đám người vây ở trung ương, dù cho hắn là thánh đế cảnh hậu kỳ, cũng ẩn ẩn bị áp chế ở hạ phong. Thần thú trên bảng xếp hạng thần thú dĩ nhiên đáng sợ, có thể vạn tộc thiên tài bảng lịch cổ tuyệt thế thiên kiêu, như thế nào ăn chay đây? Đệ nhất nguyên thú, cũng chỉ đến như thế. Huyền Phệ thấy thế, lập tức cười gằn. Một bầy kiến hôi, hỗn độn nguyên thú thật giống như bị chọc giận đồng dạng, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tứ phương nguyên thú toàn bộ nổ tung, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí bị hắn thôn phệ. Chỉ một lát sau thời gian, hỗn độn nguyên thú thực lực lần nữa tăng vọt, ẩn ẩn đạt đến thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Oanh, cuồng bạo khí tức từ hỗn độn nguyên thú trên người bộc phát ra. Vây công hắn 6 người tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài, trong miệng không ngừng ho ra máu. Thánh đế cảnh đỉnh phong, thánh nhân hoàng híp hai mắt, trong con người tinh quang lóe lên. Chỉ đến như thế, bản tôn quát tháo thiên hạ thời khắc,
các ngươi còn chưa ra đời đây. Hỗn độn nguyên thú hét giận dữ một tiếng, há miệng hút vào, số lớn nguyên khí lần thứ hai bị hắn nuốt trong bụng. Ngăn cản hắn thôn phệ nguyên khí, nếu là nó khôi phục thánh tôn cảnh, lại không có ta trở bất cứ cơ hội nào. Đế Thái Ất sợ hãi giống nói. Thánh tôn cảnh, đây chính là vượt qua thánh đế cảnh cảnh giới A, đừng nói thánh đế cảnh tiền kỳ, chính là thánh đế cảnh đỉnh phong, ở tại trước mặt, cũng như cùng run rế. Một khi hỗn độn nguyên thú khôi phục thánh tôn cảnh, bọn họ lại không bất luận cái gì đánh bại hỗn độn nguyên thú cơ hội. Hiện tại các ngươi liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hỗn độn nguyên thú cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét nói, 3000 nguyên giới, giáng lâm thân ta. Theo hắn gầm lên giận dữ, thiên khung bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, một từng chùm sáng phóng lên tận trời, tựa như dẫn động tới trong thiên địa một loại lực lượng thần bí. Đế Thái Ất bọn họ ánh mắt sáng quắc hướng về không trung, tựa như đang đợi cái gì giáng lâm. Nhưng mà, mấy tức về sau, quang thúc kia biến mất không thấy gì nữa, có thể thiên khung lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không có cái gì xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn nguyên thú cùng Đế Thái Ất bọn họ đều sầm mặt lại, trong lòng có loại dự cảm xấu. Đám người không hiểu nhìn xem hư không, không biết vì sao. Mà hỗn độn nguyên thú cùng Đế Thái Ất bọn họ lại là nhíu mày, bọn họ tựa như đang đợi cái gì, có thể vật kia nhưng vẫn không có giáng lâm. Không đúng, 3000 nguyên giới không thấy. Đột nhiên, Thánh Nhân Hoàng trầm giọng nói, trong mắt của hắn bên trong lấp lóe lấy kim quang, dường như xem thấu thiên địa. Đế Thái Ất đám người nhất thời cũng vận chuyển đồng thuật, nhìn chăm chú thiên khung, tựa như đang tìm cái gì. Lúc này, trên mặt mấy người tất cả đều lộ ra khó coi. Hỗn độn nguyên thú càng là giống giận, là ai đem bản tôn 3000 nguyên giới trộm đi. Trộm đi, Đế Thái Ất cùng Thánh Nhân Hoàng mấy người sầm mặt lại, sau đó ánh mắt chuyển hướng đám người, trong đám người tìm kiếm. Hồi lâu, hỗn độn nguyên thú cùng Đế Thái Ất ánh mắt của bọn hắn. Cùng nhau ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, hỗn độn nguyên thú lạnh giọng nói, trên người ngươi vì sao có 3000 nguyên giới khí tức? 3000 nguyên giới, là cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn hỗn độn nguyên thú, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắn trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, cho đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói 3000 nguyên giới mấy chữ này. Bất quá, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Cổ quái nhìn xem hỗn độn nguyên thú nói, các ngươi nói tới 3000 nguyên giới, không phải là cái kia bọt khí thế giới a? Là ngươi trộm đi, hỗn độn nguyên thú âm trầm nói. Mặc dù hắn không nghĩ hiện tại cùng Tiêu Phàm là địch, nhưng nếu như Tiêu Phàm trộm đi 3000 nguyên giới, hỗn độn nguyên thú không ngại diệt Tiêu Phàm. Ta nếu là có thể trộm đi liền tốt, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài nói, cái kia bọt khí thế giới vô cùng minh mông, phòng ngự thập phần cường đại. Căn bản liền công không phá được, làm sao trộm đi. Ngươi đi vào, Đế Thái Ất đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, kinh dị nói. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, phải biết, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua có người có thể tiến vào cái kia bọt khí thế giới A, mặc dù bọn họ nằm mộng cũng muốn tiến vào. Nhưng vô số tuế nguyệt đến nay, còn chưa bao giờ có người thành công đi vào. Bây giờ nghe được Tiêu Phàm đi vào. Cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh đây? Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt sốt cục phát sinh biến hóa, nếu như Tiêu Phàm thật sự có thể tiến vào bọt khí thế giới, không, hẳn là cái kia nguyên giới mà nói, vậy liền thật bất khả tư nghị. Đi vào a, Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh nói, nơi đó cũng không ít nguyên thú, ta kém chút chết ở những cái kia nguyên thú trong tay đây. Tê đám người hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không nhanh không chậm nói, nếu như các ngươi nói tới 3000 nguyên giới chính là những cái kia bọt khí thế giới mà nói, vậy ta hẳn phải biết bọn chúng đi đâu. Chỗ nào, hỗn độn nguyên thú cùng Đế Thái Ất bọn họ không chút nghĩ ngợi hỏi. Nơi đó, Tiêu Phàm chỉ nơi xa một cái phương hướng nói, trước đó ta nhìn thấy những cái kia bọt khí thế giới, không, phải nói là nguyên giới. Không ngừng hướng về cái hướng kia rơi xuống, ta còn tưởng rằng là giới này dị tượng, cho nên không có quá quan tâm. Tiêu Phàm trước kia cũng một mực rất chú ý những cái này bọt khí thế giới, cho nên liền lưu một cái tâm nhãn, dù sao, những cái kia bọt khí thế giới bên trong thế nhưng là ẩn chứa bổn nguyên lực lượng. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là,
những cái kia bọt khí thế giới sẽ hướng xuống đất rơi xuống. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn cho là đây là hỗn độn nguyên thú xuất thế tạo thành dị tượng, cho nên cũng không có truy tìm căn nguyên. Lấy hắn thực lực, liền xem như hỗn độn nguyên thú đang thôn vệ những cái này bọt khí thế giới, hắn cũng căn bản không làm gì được. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới là, cũng không phải là hỗn độn nguyên thú, cũng không phải người ở chỗ này đang thôn vệ những cái này bọt khí thế giới, kia lại là ai đây? Ngươi chứng minh như thế nào lời của ngươi? Huyền vệ cực kỳ không khách khí nhìn xem Tiêu Phàm, trong giọng nói tràn đầy không tin ý tứ. Ta lại không nhường ngươi tin tưởng. Tiêu Phàm nhún nhún vai, khinh thường nhìn xem huyền vệ nói, nếu như ta không đoán sai, các ngươi muốn giết hỗn độn nguyên thú, cũng là nghĩ lấy được hắn 3000 nguyên giới a. Huyền vệ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mà hỗn độn nguyên thú lại là thần sắc ngưng lại, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Lúc này, Tiêu Phàm mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, đáng tiếc, các ngươi đầu tiên là cố ý chiếm thượng phong, làm cho hỗn độn nguyên thú thôn phệ nguyên thú nguyên khí, đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Nếu như ta đoán không lầm, hỗn độn nguyên thú chỉ có ở thánh đế cảnh đỉnh phong mới có thể triệu hoán cái kia 3000 nguyên giới a, cho nên các ngươi cố ý làm bộ không phải hỗn độn nguyên thú đối thủ, nhưng lại bức bách những người này hợp lực ngăn chặn hắn. Làm như thế, cũng hẳn là muốn dụ hắn cưỡng ép triệu hoán cái kia 3000 nguyên giới lực lượng a. Sau đó các ngươi chúng đường tiệt hồ, đem cái kia 3000 nguyên giới chiếm thành của mình. Kể từ đó, các vị ở tại đây đều trở thành con cờ của các ngươi, có thể để các ngươi thất vọng là 3000 nguyên giới đột nhiên không thấy. Im miệng, Đế Thái Ất sốt cục nhìn không được, căm tức nhìn Tiêu Phàm quát. Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát cũng là sắc mặt âm trầm hết sức. Mục đích của mình bị người nhìn thấu, loại cảm giác này, để bọn hắn vô cùng khó chịu. Các hạ không phải là không có tiếng tăm gì hạ người a? Thánh nhân hoàng coi như bình tĩnh, nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói. Vô danh tiểu bối mà thôi. Tiêu Phàm mỉm cười, ngay sau đó làm một cái thủ hiệu mời, nói các ngươi tiếp tục, liền coi ta không tồn tại là được. Làm ngươi không tồn tại, đám người mặt sạm lại, hiện tại ai còn dám làm ngươi không tồn tại? Có thể thông qua đôi câu vài lời liền đoán được nhiều như vậy, như thế nào người bình thường đây? Vô Trần chỉ là người biệt hiệu a. Thánh nhân hoàng lại là 10 điểm tỉnh táo, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Biệt hiệu, những người khác tất cả đều lộ ra kinh ngạc, ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ ở Tiêu Phàm trên người, muốn nhìn rõ ràng Tiêu Phàm rốt cuộc là ai. Lúc này, chỉ thấy thánh nhân hoàng trong con ngươi kim quang thiểm qua. Sau đó hắn lấy tay vung lên, một đạo quang ảnh lập tức hiện lên ở hư không. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn tới, tất cả đều bị đạo kia quang ảnh hấp dẫn. Tiêu Phàm, đột nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Không sai, hư không đạo kia quang ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm lúc đầu khuôn mặt. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc, thật sâu nhìn thánh nhân hoàng một cái, không nghĩ đến người này lại có thể nhìn ra chân thân của mình. Loại năng lực này, quá quỷ dị. Tiêu Phàm là ai? Đế Thái Ất đám người mở miệng, trong mắt lóe lên ác liệt. Tiêu Phàm danh tiếng, ở đây cơ hồ không có người nghe nói qua, chỉ có số ít mấy nhân tộc tu sĩ biết rõ mà thôi. Vừa mới mở miệng người kia, chính là trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, duy nhất nhân tộc tu sĩ, Hiên Viên Trảm Tiên. Hiên Viên Trảm Tiên vừa mới nói ra lời này, cũng có chút hối hận. Hắn không phải là muốn cố ý bại lộ Tiêu Phàm thân phận, mà là thực chấn kinh mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Phàm còn có một mặt khác thân phận. Nghĩ vậy, Hiên Viên Trảm Tiên hướng về phía Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra xin lỗi thần sắc, Tiêu Phàm giấu giếm bản thân thân phận, mà hắn lại bại lộ Tiêu Phàm thân phận, cùng là nhân tộc, có bán rẻ đồng tộc hiềm nghi. Bây giờ Đế Thái Ất ánh mắt của bọn hắn đều khóa chặt hắn, cho dù là Hiên Viên Trảm Tiên. Cũng không chịu nổi lửa giận của bọn họ. Làm sao, người rất muốn biết ta là ai sao? Tiêu Phàm cũng không để ý tới Hiên Viên, mà là ngoạn vị nhìn xem Đế Thái Ất nói. Đế Thái Ất lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Từ khi gặp gỡ Tiêu Phàm về sau, kế hoạch của bọn hắn biến cố mọc lan tràn, bây giờ liền 3000 nguyên giới đều không thấy, mục đích của bọn hắn đã thất bại một nửa. Nhưng hắn không nghĩ tới. Trước mắt Tiêu Phàm, vậy mà không phải hắn diện mục thật sự.
Nếu như không phải cái kia nhân tộc tu sĩ Hiên Viên Trảm Tiên nhận ra được, cái kia một khi phi tiên thánh cảnh kết thúc sau, bọn họ muốn tìm Tiêu Phàm báo thù cũng không tìm tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nếu không đem 3.000 nguyên giới giao ra, bản đế đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế Thái Ất lạnh như băng nói. Ta nói, 3.000 nguyên giới không ở trên người ta, huống hồ, coi như ở trên người ta, ta cần ngươi thả qua sao? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Chỉ một thoáng, khuôn mặt của hắn một trận nhúc nhích, sau đó khí tức trên thân cũng phát sinh cải biến. Đám người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này, lại không ít người bỗng trợn to hai mắt, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Kiếm Hồng Trần, một đạo tiếng kinh hô vang lên, lại là Đế Thái Ất sau lưng cách đó không xa Ma Thái Hư kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Một phương hướng khác, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong cũng đồng thời lên tiếng kinh hô. Lúc trước chính là bọn họ ba người tự tay diệt đi Tiêu Phàm, liền vạn tộc thiên tài bảng bên trên danh tự đều biến mất, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Ngày đó ba người các ngươi không có giết chết ta, ta nhất định sẽ trở thành cho các ngươi ác mộng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn xem ba người nói. Từ khi Hiên Viên Trảm Tiên báo ra Tiêu Phàm danh tự, Tiêu Phàm đã không cần thiết giấu giếm mình là Kiếm Hồng Trần thân phận. Kiếm Hồng Trần là Tiêu Phàm là Kiếm Hồng Trần, việc này chỉ cần là có mặt mũi nhân tộc cường giả, đều biết, giấu giếm bọn họ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, một cỗ ý lạnh từ trên lòng bàn chân thăng đỉnh đầu. Chẳng biết tại sao. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt lúc, có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Kiếm Hồng Trần, hắn liền là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng đệ tứ Kiếm Hồng Trần. Các ngươi nhìn, vạn tộc thiên tài bảng bên trên, lại xuất hiện Kiếm Hồng Trần cái tên này, nhất định là thực. Kiếm Hồng Trần vậy mà không chết, còn trở thành thế hệ này người thứ nhất. Đám người đột nhiên sôi trào lên, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Kiếm Hồng Trần, cái tên này, đối với mọi người mà nói, thật sự là quá quen thuộc. Vạn tộc thiên tài bảng đệ tứ, một thế này trẻ tuổi một đời người thứ nhất, cùng rất nhiều danh hào, muốn cho bọn họ coi nhẹ cũng khó khăn. Công tử lại chính là Kiếm Hồng Trần, nơi xa một chỗ trong cổ lâm, Kim Cốt Đế ngắm nhìn Tiêu Phàm bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như nói trước đó thần phục Tiêu Phàm, ở sâu trong nội tâm bao nhiêu còn có một chút không cam lòng. Nhưng là giờ này khắc này, Kim Cốt Đế lại không bất luận cái gì khúc mắc, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm kính sợ Tiêu Phàm. Một thế này, một cái duy nhất có thể cùng lịch cổ vạn tộc thiên tài giao phong tuyệt thế thiên kiêu, có thể nào không được người tôn kính đây? Đế Thái Ất đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như nói trước đó hắn chỉ là lo lắng Tiêu Phàm đứng ở hỗn độn nguyên thú một phương, như vậy hiện tại, hắn lại là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Nhất là Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát ba người, bởi vì Tiêu Phàm xâm nhập vạn tộc thiên tài bảng người thứ tư, tên của bọn hắn lần là lui về phía sau một cái thứ tự. Ba người trên người nhấc lên một cỗ như có như không chiến ý, nếu như không phải lúc này đối thủ là hỗn độn nguyên thú, ba người bọn họ nhất định sẽ tìm Tiêu Phàm phiền phức. Tiểu tử, trên người ngươi thế nào sẽ có sát lục nguyên giới khí tức? Đột nhiên, hỗn độn nguyên thú lời nói cắt đứt mọi người suy nghĩ. Ánh mắt lần nữa ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người. Sát lục nguyên giới, Tiêu Phàm lộ ra sáng tỏ thông suốt, khẽ gật đầu nói, nguyên lai ta lúc đầu tiến vào bọt khí thế giới gọi là sát lục nguyên giới A. Đám người nghe vậy, thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, có thể tiến vào bọt khí thế giới Tiêu Phàm, để đám người phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Cái kia sát lục nguyên giới bản nguyên lực lượng bị ta chiếm được, cái kia bọt khí thế giới cũng liền tự hành tiêu tán. Tiêu Phàm tập trung ý chí, nói như vậy, về phần mặt khác nguyên giới, ta nghĩ đi vào, đáng tiếc vào không được. Đám người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bọn họ muốn biết Tiêu Phàm có nói láo hay không. Thế nhưng là, tất nhiên Tiêu Phàm không có cướp đi còn dư lại nguyên giới, cái kia 3.000 nguyên giới là ai cướp đi đây? Mấy vị, tất nhiên 3.000 nguyên giới không thấy, vậy kế tiếp mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đế Thái Ất đột nhiên sắc mặt âm trầm nhìn xem hỗn độn nguyên thú nói. Bộ dáng kia, lộ ra một cỗ ngoan sắc, nơi nào còn có phía trước e ngại cùng nhát gan. Hiển nhiên,
Đế Thái Ất bọn họ vì kỳ địch lấy yếu, mới vừa mọi thứ đều là giả ra đến cho hỗn độn nguyên thú nhìn. Cũng tốt, hừ, hỗn độn bản nguyên, bản đế muốn. Vậy cũng chưa hẳn, Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát đám người nhất thời lạnh rên một tiếng, lẫn nhau phòng bị nhìn đối phương, nơi nào còn có phía trước thông đồng. Đấu chi bản nguyên đã không ở nó trên người, ta rời khỏi. Trầm mặc thật lâu, Thánh Nhân Hoàng quay người hướng về nơi xa thối lui, không tham dự nữa Đế Thái Ất bọn họ cùng hỗn độn nguyên thú sự tình. Thần ma tử, người đây. Đế Thái Ất cao mày nhìn xem một mực trầm mặc không nói thần ma tử nói. Từ đầu đến cuối, thần ma tử đều không nói một câu, tựa như tất cả những thứ này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn chỉ là một cái quần chúng mà thôi. Các ngươi chơi à, thần ma tử hờ hững để lại một câu nói, gần như đồng thời tại chỗ biến mất, từ đầu đến cuối, đều không có mấy người thấy qua hắn chân thực dung mạo. Các ngươi chơi à, đám người nghe nói như thế, lập tức khóe miệng giật một cái này thần ma tử có vẻ như cũng quá cuồng rồi a hát, chẳng lẽ hắn thấy, cùng hỗn độn nguyên thú chém giết, vẻn vẹn chỉ là chơi mà thôi. Hay là nói, hắn hoàn toàn liền không có đem hỗn độn nguyên thú để ở trong mắt. Theo thần ma tử rời đi, ma thái hư đám người lại là ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, có loại bị người tính toán cảm giác. Bọn họ làm sao vẫn không rõ, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chỉ là Đế Thái Ất trong tay bọn họ quân cờ mà thôi, làm cho hỗn độn nguyên thú gọi đến 3.000 nguyên giới. Nhưng bây giờ, 3.000 nguyên giới biến mất, bọn họ cũng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, trở thành tiện tay vứt bỏ rác rưởi. Đám người giận mà không dám nói gì, nếu như không phải kiêng kỵ Đế Thái Ất bọn họ dâm uy, đoán chừng đã sớm động thủ. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu liền nhìn rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không hết sức thoát khỏi cùng Đế Thái Ất bọn họ liên quan. Đám người không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm ánh mắt quá độc ác. Đây là chuẩn bị cùng hỗn độn nguyên thú ngả bài sao? Có người khẽ nói. Mọi người nhìn về phía hỗn độn nguyên thú ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình, từ vừa mới bắt đầu, hỗn độn nguyên thú cũng chỉ là bị tính toán đối tượng mà thôi. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nhìn thật sâu hỗn độn nguyên thú một cái, trong lòng âm thầm nhẹ giọng nói, ngả bài. Cái kia 3.000 nguyên giới vốn là hỗn độn nguyên thú sáng tạo, chẳng lẽ bọn chúng biến mất? Hỗn độn nguyên thú còn không cảm ứng được sao? Vẫn là Thánh Nhân Hoàng cùng thần ma tử nhìn minh bạch. 3.000 nguyên giới vốn liền thuộc về hỗn độn nguyên thú, mặc dù hỗn độn nguyên thú thực lực quá yếu, đã mất đi đối 3.000 nguyên giới khống chế, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết 3.000 nguyên giới phát sinh cái gì. Hỗn độn nguyên thú đã sớm biết Đế Thái Ất bọn họ ở mưu tính hắn 3.000 nguyên giới, cho nên hắn cũng là cố ý triệu hoán 3.000 nguyên giới. Làm Thánh Nhân Hoàng cùng thần ma tử bọn họ biết rõ 3.000 nguyên giới biến mất sau, bọn họ đương nhiên sẽ không liên thủ tiếp ứng phó hỗn độn nguyên thú. Hơn nữa, tu sĩ khác đồng minh cũng trong nháy mắt tự sụp đổ. Kể từ đó, hỗn độn nguyên thú đối thủ cũng chỉ còn lại có Đế Thái Ất, Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát 4 người. Lấy 4 người bọn họ thực lực, cho dù lại làm sao nghịch thiên, đoán chừng cũng không phải hỗn độn nguyên thú đối thủ. Mà hết thảy này, cũng đã sớm ở hỗn độn nguyên thú trong dự liệu. Đương nhiên, về phần 3.000 nguyên giới làm sao biến mất, đoán chừng liền độn nguyên thú bản thân cũng không biết. Nhưng là, nó còn có thể lờ mờ cảm ứng được 3.000 nguyên giới tồn tại, chỉ phải giải quyết Đế Thái Ất bọn họ những phiền toái này, hắn có đầy đủ tự tin tìm về 3.000 nguyên giới. Chúng ta 4 người hợp lực giết hắn, về phần hỗn độn bản nguyên, đều bằng bản sự. Đế Thái Ất nhìn chăm chú Huyền Phệ 3 người nói. Tốt, 3 người không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Đế Thái Ất mặc dù ở trên vạn tộc thiên tài bảng xếp hàng thứ 2, có thể bọn hắn cũng đều là đệ ngũ, đệ lục cùng đệ thất, cho tới bây giờ không cho là mình không kém gì người. Chỉ cần giết chết hỗn độn nguyên thú, bọn họ đều có rất lớn cơ hội tìm được hỗn độn bản nguyên. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi lắc đầu, chậm rãi hướng về nơi xa thối lui. Năm người này đại chiến, chắc chắn là thiên băng địa liệt, hắn cũng không muốn bị cuốn đi vào. Hắn dư quang lại liếc mắt nhìn phi tiên phong cấm trận kết giới, đoán chừng cũng liền 5-6 ngày, liền sẽ thu nhỏ ở đây, đến lúc đó, bọn họ liền muốn tìm kiếm nghĩ cách phá mở kết giới. Bằng không mà nói,
bọn họ cũng phải bị phi tiên phong cấm trận kết giới xé nát. Giết, mấy tiếng gầm thét đồng thời vang lên, đế thái ất bọn họ cuối cùng vẫn là xuất thủ, 3.000 nguyên giới bọn họ không chiếm được, có thể hỗn độn nguyên thú bản thân liền ẩn chứa hỗn độn bản nguyên. Chỉ cần giết hắn, liền có thể lấy được hỗn độn bản nguyên chi lực, phải biết, bản nguyên chi lực thế nhưng là thánh tôn cảnh cường giả mới có thể cảm ngộ lực lượng A. Đừng nói thánh đế cảnh tu sĩ, chính là thánh tôn cảnh đoán chừng cũng phải kiếm được đầu rơi máu chảy. Có thể nói, hỗn độn bản nguyên chi lực, chính là phi tiên thánh cảnh cơ duyên lớn nhất. Giống, hỗn độn nguyên thú tức giận gào thét một tiếng, 10 trượng thân thể 10 điểm linh hoạt, lách mình liền xuất hiện ở đế thái ất bên người, nâng lên cái kia to lớn móng vuốt, một bàn tay đem đế thái ất hất bay ra ngoài. Đế thái ất chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, trong miệng không ngừng ho ra máu, đang lùi lại quá trình bên trong, thân thể của hắn bỗng nhiên biến hóa, biến thành một đầu dài khoảng 10 trượng tử kim thần long. Hắn toàn thân hiện lên tử kim sắc, chiếu lấp lánh, đoạt người nhãn cầu, tản ra một cỗ chí tôn quý khí. Ở bụng của hắn, càng là sinh ra ngũ trảo, dữ tợn hung mãnh, sắc bén dị thường. Ngũ trảo tử kim thần long, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đế thái ất bản thể dĩ nhiên là ngũ trảo tử kim thần long. Huyền phệ, cửu linh cùng thiên sát nhìn thấy đế thái ất bị oanh bay, sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám có nửa điểm giữ lại. Chỉ thấy huyền phệ thân thể một trận biến hóa, trong nháy mắt biến thành một cái mấy chục trượng lớn huyền vũ, màu xanh đen mai rùa phía trên hiện đầy lít nha lít nhít, mà phức tạp đường vân. Ở tại trên lưng, lượn vòng lấy một đầu đen nhánh mãng xà. Toàn thân răng đầy vảy giáp màu đen, lấp lóe lấy chấn động tâm hồn u mang, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, khủng bố dị thường. Huyền vũ nhất tộc, bản thể chính là huyền quy cùng huyền rắn đồng thể, một công một thủ, ở huyền vũ nhất tộc huyết mạch chi lực đoán chừng cũng không thấp. Mà cái kia một mực bọc lấy áo bào đen, lời nói không nhiều cửu linh, sau lưng lại là hiện ra 9 đạo ma ảnh, mỗi một đạo ma ảnh đều tản ra khí tức đáng sợ. Cửu linh. Đây là luyện hóa 9 loại cường đại thần linh linh hồn, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị, thực lực không ở huyền phệ phía dưới. Về phần tên kia là thiên sát tu sĩ, lại là biến thành một đầu 30 trượng cao huyết sắc cự lang, toàn thân thiêu đốt lấy cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ ngòm, giống như ngâm trong máu tươi một dạng. Hắn nhe răng trợn mắt, lộ ra một cỗ không gì sánh được hung lệ chi khí, để cho người ta không dám cùng mắt đối mắt. Lang tộc, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi. Những cái này lịch cổ tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên không có một cái nào bình thường hạng người. Lúc này, bốn người này biến thành bản thể, tùy tiện một người tu vi đều không kém gì thánh đế cảnh trung kỳ, lấy bọn hắn thiên phú, đoán chừng bình thường thánh đế cảnh hậu kỳ cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Bây giờ bốn người liên thủ, có lẽ thật vẫn có cơ hội cùng thánh đế cảnh đỉnh phong hỗn độn nguyên thú một trận chiến. Dù sao... Hỗn độn nguyên thú bây giờ cũng vô pháp điều động 3.000 nguyên giới, hơn nữa vừa mới khôi phục thánh đế cảnh đỉnh phong, căn bản không thể có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Đồng loạt ra tay, đế thái ất nổi giận gầm lên một tiếng, tứ hung đồng thời nhào về phía hỗn độn nguyên thú. Một bầy kiến hôi, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Hỗn độn nguyên thú khinh thường nhìn bốn người một cái, há mồm phun một cái, từng đạo quang cầu lập tức từ trong miệng hắn bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, số lượng nhiều, căn bản để cho người ta tránh không kịp. Đế thái ất bốn người còn chưa tới gần, liền bị những cái kia quang cầu đánh trúng, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư không máu tươi bay vụt, vô cùng thê thảm. Đế thái ất cùng huyền phệ quanh thân lân giáp chóc ra không ít, máu me đầm đìa, mà cửu linh 9 đạo ma ảnh lại là ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ. Thiên sát tức thì bị quả cầu ánh sáng kia xuyên thủng mấy chục cái huyết động. Máu tươi chảy xuôi mà xuống, cực kỳ kinh khủng. Một chiêu liền bại, đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là hỗn độn nguyên thú thực lực sao? Quả nhiên không hổ là thần thú bảng xếp hạng đệ tứ thần thú, căn bản không phải cấp thấp tu sĩ có thể đối đầu. Đế thái ất cùng huyền vệ mấy người trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, theo bọn hắn nghĩ, cho dù hỗn độn nguyên thú có mạnh hơn, cũng không khả năng dễ dàng như thế đánh bại bọn hắn mới đúng a. Mấy người giờ mới hiểu được, vì sao thần ma tử cùng thánh nhân hoàng hai người thối lui ra khỏi, bọn họ đoán chừng đã sớm biết hỗn độn nguyên thú khủng bố.
Nếu như những người khác cùng nhau hỗ trợ, bọn họ quả thật có thể đánh giết hỗn độn nguyên thú, nhưng là bây giờ bằng vào bọn họ 6 người, muốn chiến thắng hỗn độn nguyên thú, cơ hội quá xa vời. Chết đi, đáng tiếc, hỗn độn nguyên thú căn bản không cho 4 người cơ hội, 4 đạo lăng lệ công kích gào thét mà ra. Thình thịch mấy tiếng, 4 người đồng thời bị cỗ lực lượng kia tung bay, xương cốt phá toái thanh âm vang lên. Bọn họ cùng hỗn độn nguyên thú ở giữa chênh lệch quá xa, căn bản không phải đối thủ. Tiêu Phàm biết rõ hỗn độn nguyên thú rất đáng sợ, nhưng hắn không nghĩ tới nó khủng bố như vậy, cho dù là hắn, cũng không phải hỗn độn nguyên thú đối thủ. Đi, Đế Thái Ất nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tử kim lưu quang, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, lại cũng không có bất luận cái gì dũng khí cùng hỗn độn nguyên thú chiến đấu. Huyền Phệ, Cửu Linh cùng Thiên Sát 3 người cũng rất tinh minh, nhìn thấy Đế Thái Ất chạy, bọn họ cũng tốc độ càng phải nhanh mấy phần. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng muốn vây công hỗn độn nguyên thú Đế Thái Ất 4 người, đã không thấy bóng dáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 167.